Rồi, em xin chào tất cả mọi người đang xem livestream ngày hôm nay nha. Hôm nay bên em Double Tea Shop sẽ mang đến một chương trình cực kỳ là thú vị, cực kỳ là gay cấn cho mọi người đấy ạ. Nên là các anh chị đang xem livestream ở đây, xin hãy để cho em những cái dấu chấm này, những cái phẩy này hoặc những cái comment vào đây để em biết là các anh chị đang xem livestream ngày hôm nay nha. Nhanh tay giúp em nào để em phải được gọi tên mọi người nha. Trước khi mọi người xem livestream để em bắt đầu được một chương trình thì mọi người hãy cho em biết là âm thanh ánh sáng đường chiếu bên em đã ok chưa. Nếu chưa ok thì comment vào đây cho em để em sửa lại nào. Ví dụ như là ánh sáng chưa được đẹp lắm này, bị mờ này, hay là âm thanh mọi người chưa nghe rõ nào thì comment vào đây giúp em để em bắt đầu chỉnh sửa để mang đến một cái livestream ok nhất cho mọi người nhá. Nhanh tay giúp em nha. Rồi ok nào, em xin chào chị Huệ Hân này. Xin chào Diệu Ly, xin chào Thanh Hà, xin chào cô chủ nhỏ, xin chào toàn thể mọi người đang xem livestream ở đây nha. Rồi ok, thì Dương và Thủy Vân xin chào tất cả chị ơi. Rồi ngày hôm nay Double Tea Shop bên em mở ra một chương trình rất là hấp dẫn và thú vị này. Để chị ơi nào mà mình đang xem livestream của em, mình đừng để mình bị ẩn comment các chị ơi nhá. Bởi vì sao ạ? Ngày hôm nay chương trình này rất là hấp dẫn và thú vị này. Chương trình đó là gì đây ạ? Là xả áo phao với giá là 150k, là sản phẩm áo hot hit trên thị trường hiện nay, được chưa? Nên chị yêu nào mình đang xem livestream của em, mình đừng để mình bị ẩn comment nha. Nếu ngày hôm nay mình để mình bị ẩn comment thì rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì Dương xin dành ra 30 giây. Thứ nhất là để cho đường truyền mạng nó ổn định một xíu này. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là em để dành cho cái đường truyền nó ổn định một xíu này, và để cho các chị yêu mình đẩy tương tác lên giúp em nha, để ngày hôm nay mình không bị ẩn comment được không ạ? Rồi bây giờ này, chương trình là Thủy Dương đã bật mí rồi, là ngày hôm nay sản phẩm phao hot hit trên thị trường bán với giá 150k mà chỉ trong vòng 10 phút đầu live thôi. Nên chị yêu nào mình đang xem được livestream của em này, mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền em đã ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền ổn định rồi, mọi người comment tại đây là đã ổn định giúp em này, để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất. Còn nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền nó không ổn định, mọi người để tại những cái lỗi đó đây để ngày hôm nay em khắc phục nha. Rồi trước tiên vào chương trình, các chị yêu hãy feedback cho em nào, là gì âm thanh ánh sáng đường truyền ổn định chưa nào? Rồi ok, ổn định rồi đúng nào? Em cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều nhá. Vậy thì bây giờ thì Dương xin phép dành 30 giây để giới thiệu về sản phẩm ngày hôm nay với 150k mình mua được gì nào. Rồi sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người là một sản phẩm này, phao đang hot hit trên thị trường đúng không ạ? Một dáng phao béo này, phao này là dáng phao Hàn Quốc và là form dáng rộng này, chân bông rất là dày này, đấy có khuy bấm, thiết kế cái phần mũ lông rất là lớn được chưa? Chất liệu da lộn cao cấp này, đấy phao da lộn cao cấp này, ngày hôm nay chỉ với giá 150.000 mình đã dinh được rồi nha. Rồi tiếp tục là một sản phẩm như hiện tại Thùy Vân em đang mặc đấy ạ. Một sản phẩm này, phao trần bông rất là dày dặn này, có phần thiết kế là phần gì đấy ạ? Rút eo này, chiêu nào không thích mặc xương rút eo cho em. Thiết kế cái phần lông này, lông trắng pha tiêu rất là đẹp này. Chất liệu là gì ạ? Phao da lộn cao cấp các chị yêu nhá. Đấy, và hàng em là hoàn toàn có sai không ạ? Rồi tiếp tục một sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm của bạn Canh đang mặc ạ. Một sản phẩm cũng là phao thiết kế dáng rộng, dáng dài, thiết kế hai phần túi hộp rất là lớn này, lông là lông nâu tiêu rất là đẹp, rất là sang đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay cũng chỉ 150.000 thôi. Yêu thích để đúng cú pháp cho em, 150k kèm số điện thoại, chia sẻ giúp em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm, hội chợ, hội buôn bán công khai lớn giúp em. Đó chính là điều kiện mình tham gia và lên đơn hàng với mức giá 150.000 các chị yêu nhé. Đúng rồi các chị ơi, nhanh tay chia sẻ nhiệt tình comment cho em nào. Ngày hôm nay 3 mẫu tùy ý cho các chị lựa chọn nhé. Đồng giá 150k, duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi các tình yêu ơi. Nhanh tay comment cho em theo đúng cú pháp nào. 150k kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần các tình yêu nhé. Ngày hôm nay chỉ cần chia sẻ đủ 15 lần mình đã có hội dinh một em áo phao đẹp như thế này, xinh như thế này, với mức giá chỉ có 150k thì tội gì mà không dinh đúng không ạ? Thời tiết thì càng ngày càng rét rồi các chị ơi. Liên tục trong tháng 1 này 4 đến 5 đợt không khí lạnh bổ sung liên tục luôn các chị nhá. Thời tiết đại Hàn toàn là dưới 10 độ thôi. Phải những cái em áo phao đẹp như thế này, ấm như thế này thì mới giữ được ấm cho cơ thể mình nhá. Nên là các chị ơi, nhanh tay cho em nào. Chương trình này chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi. Nên các chị yêu nhanh tay giúp em này, chia sẻ đủ cho em 15 lần và comment cho em nhiều lần lên để em thấy các chị yêu nhá.
Rồi đúng rồi đấy ạ, 150k kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Chia sẻ cho em 15 lần nhé chị nhá. Cuộc chơi nào mình cũng có luật chơi mà mình nhớ là phải tuân thủ đúng luật chơi. Chia sẻ 15 lần, chụp ảnh làm màn hình số lượt chia sẻ. Để khi bên em gọi điện mà đẹp, khi bên em check đơn này, đấy, mình phải chứng minh rằng mình đã chia sẻ đúng đủ cho em 15 lần, bên em mới lên đơn hàng thành công cho các chị yêu được không ạ? Rồi chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu live thôi, nên chị yêu nào đấy cơ hội 10 phút qua rất là nhanh. Nên chị yêu nào mình đang tham gia với em, mình rủ anh chị em bạn bè người thân vào đây cùng tham gia, biết đâu ngày hôm nay cả hai mình may mắn đúng nào. Rồi nhanh tay nào, 150k kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng đấy ạ. Hàng quá đẹp luôn các chị yêu nhá. Hàng này là hàng Quảng Châu loại 1 cho em này. Chất liệu phao da lộn siêu dày siêu ấm, phao đại hàn thách thức mọi loài gió mùa, kể cả mưa kể cả tuyết, các chị mặc mẫu này cho em cũng ok luôn này. Ngoài thị trường họ đang bán 800-1 triệu đồng. Ngày hôm nay tại shop em 150k cho chị yêu nào, nhanh tay để lại đúng cú pháp nào. 150k kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nhé. Ngày hôm nay chị yêu nào không chia sẻ đủ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình luôn đấy này. Đó, không chia sẻ đủ tẹo nữa em gọi tên mình mà em kiểm tra cái rồi chia sẻ mình không đủ, em ngay lập tức loại bỏ đơn hàng, em chuyển đơn hàng cho người kế tiếp luôn các chị yêu nhé. Ngày hôm nay có rất nhiều màu sắc mới cho các chị yêu lựa chọn, thoải mái lựa chọn luôn ạ. Đồng giá 150k nhé. Cảm ơn cho em nào, 150k kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần. Đó các chị ơi, chị yêu nào mà đã chia sẻ đủ rồi, mình cố gắng cảm ơn cho em nhiều lần lên một chút nhé. Khi mà comment nhiều ấy thì mình cái khả năng mà em nhìn thấy mình nó sẽ cao hơn các chị ạ. Bởi vì hiện tại đang rất là nhiều người tham gia đúng không ạ? Thì khi mà nhiều người cùng comment một lúc quá thì cái tỷ lệ Facebook nó bị ẩn comment nó rất là nhiều. Đó nên là mình cố gắng mình comment cho em nhiều lần lên một chút để em có thể nhìn thấy mình ngày hôm nay nhá. Đúng rồi, nhanh tay giúp cho em nha. Chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream thôi. Chỉ 10 phút nha, mọi người nhớ cho em là chỉ 10 phút. Nên là mọi người thật là sự là nhanh tay giúp em. Nhớ chia sẻ cho em bao nhiêu lần mọi người biết không nào? 15 lần thôi, chỉ 15 lần. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 13 lần trên các hội nhóm công khai này. Rồi vào đây comment cho em đúng cú pháp 150k cộng số điện thoại giúp em này, là mọi người dinh ngay được một chiếc áo như em đang mặc hoặc là chị Thùy Dương đang mặc, cực kỳ là đẹp mà chỉ có 150k. Đúng rồi các chị ạ. Thiết kế thì quá là đẹp rồi này, chất liệu thì cực kỳ là ok luôn đúng không ạ? Chất liệu phao da lộn cho em này, trần bông siêu dày, trần bông dày đến 5cm luôn ạ. Đấy, tại shop em đang chuẩn bị cháy hàng mã này rồi. Ngày hôm nay đem ra trong 10 phút đầu livestream với mức giá 150k nào. Nhanh tay cho em, cơ hội không có nhiều nha, không có để cho những người chần chừ đâu ạ. Hiện tại đã là 8 phút trôi qua rồi, chỉ còn 2 phút cuối cùng. Chỉ còn 2 phút cuối cùng để mình lên đơn với mức giá 150k nhá. Ngày hôm nay này không phải là một chị được đâu ạ. Ngày hôm nay em sẽ chọn tới 3 chị nhá. Chọn ra 3 chị ngày hôm nay may mắn cho em này, để lại đúng cú pháp là 150k kèm số điện thoại và chia sẻ đủ cho em 15 lần. Sau đó em sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream và ghim bình luận của 3 chị yêu nào. Ngày hôm nay là 3 chị yêu may mắn mua được mức giá 150.000 nhá. 3 thiết kế cho em, các chị thoải mái lựa chọn. Chị yêu nào thấp nhỏ nhỏ xinh xinh này, đấy, chọn cái dáng ngắn như Thùy Dương đang mặc cho em rất là ok luôn đúng không ạ? Đó, có chị yêu nào mà cao ráo một tí, mình chọn cho em cái dáng như là Vân đang mặc hoặc như là Canh đang mặc, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Ngoài thị trường bán cái mẫu này đều là tiền triệu luôn các chị ơi. Ngày hôm nay đầu livestream săn cho em với mức giá 150k và không hề mất nhiều thời gian của các chị đâu ạ, chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút thôi. Và hiện tại đã là 9 phút rồi các chị yêu nhá. Mình chỉ còn đúng 60 giây cuối cùng để lên ngân hàng thôi. Nhanh tay cho em nào các chị ơi. Rồi ok nào, 1 phút cuối cùng này, 1 phút trôi qua rất là nhanh thôi. Vẫn còn cơ hội cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ đủ, vào đây comment cho em 150k kèm số điện thoại cho em này. Các chị yêu nhớ mình phải comment đúng cú pháp nha. Hiện tại em đang thấy rất nhiều các chị yêu để lại mỗi số điện thoại mà không có chữ 150k, hoặc là chỉ để mỗi 150k không có số điện thoại, em không tính được chứ nào. Rồi nhanh tay nào, 150k kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment với 15 lần chia sẻ. Ngày hôm nay 15 lần chia sẻ đổi lại một sản phẩm áo phao hot hit trên thị trường, mà bất chấp mọi loại gió mùa như vậy thì còn chần chờ gì nữa nào. Nhanh tay chia sẻ 15 lần, vào đây comment cho em 150k kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công. Ngày hôm nay có đến 3 chị yêu may mắn được gọi tên mua với giá 150.000. Sau khi được em gọi tên, nhớ gì ạ? Inbox ngay và liền cho em này. Đúng rồi. Đấy, để bên em check lượt chia sẻ. Chính xác rồi. Hôm trước có một cái chị tên là Thủy Anh ấy, đấy, chị ấy được quà nhưng mà cuối cùng là chị ấy chỉ chia sẻ cho em có 12 lần nên em phải bỏ quà, rất là tiếc. Nên em phải lưu ý với các chị này, mình chia sẻ đủ cho em 15 lần và mình nhớ chụp ảnh màn hình lại, mình phải chứng minh được cái số lượt chia sẻ của mình nhá. Ngày hôm nay mà không chia sẻ đủ mà không mua được cái áo này 150.000 thì rất là tiếc luôn. Nếu mà em may mắn mà gọi trúng vào tên mình, lúc đấy mình mới đi chia sẻ, em không chấp nhận nữa nhá. Đấy, khi mà em gọi trúng tên mình là ngay lập tức trong vòng một vài phút là mình phải ngay lập tức inbox cho em cái ảnh chụp màn hình số lượt chia sẻ của mình. Còn sau đấy mới đi chia sẻ thì bên em không tính nữa nhá. Bây giờ đã là đủ 10 phút rồi, em sẽ bắt đầu chọn luôn nhá. Rồi ok, bây giờ thì
Thùy Dương sẽ lướt trực tiếp trên màn hình máy đang phát livestream này. Em thấy chị yêu nào em sẽ ghim chị yêu đó nha. Rồi Thùy Dương ghim chị yêu nào đây ạ? Rồi chị Trần Hạ Uyên 150k0903232225 này. Rồi chị Trần Hạ Uyên nếu còn đang xem livestream này, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 150k nha. Không đúng không đủ em lại phải hủy đấy ạ. Đúng rồi, tiếp tục nào em chọn ra liên tục ba chị luôn nhá. Chị yêu nào muốn mình mua với giá 150.000 nào? Comment nhiều lần lên để em thấy các chị nào, chị yêu nào hay chơi mini game của bên em mà chưa trúng, mình comment cho em nhiều lần lên một chút để em thấy các chị yêu nha. Rồi tiếp tục là em ghim chị yêu họ Nguyễn đây nào. Rồi chị Nguyễn Thị Hoa 150k màu vàng này, số điện thoại 0368224776 này. Rồi nhanh tay inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 150.000 nhá. Rồi còn một lượt duy nhất em để dành 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào. Mình comment nhiệt tình lên giúp em để em có thể nhìn thấy các chị yêu nhá. Đấy, hiện tại Facebook đã ẩn comment rất là nhiều này. Rồi không nói nhiều này, đây đã hết 5 giây rồi em bước đây ạ. Rồi bây giờ Facebook nó đang dừng lại chỗ nào em ghim chị yêu đó nhá. Rồi em ghim chị yêu nào đây ạ? Rồi chị Thúy Anh đúng không ạ? 150k màu xanh 0945 00868. Ngay lập tức inbox để bên em check rồi chia sẻ đúng đủ bán với giá là bao nhiêu ạ? 150.000, không đúng không đủ em hủy ngay lập tức đúng không ạ? Rồi xin chúc mừng ba chị yêu này, ngay lập tức inbox cho bên em này. Chị yêu nào mà ngày hôm nay mình chưa mua được với giá là 150.000, mình cũng đừng buồn này. Theo dõi fanpage bên em, bật chế độ xem trước nhận thông báo khi bên em có livestream này, mình vào mình tham gia live với em đúng không ạ? Ngày hôm nay không mua được với giá 150.000, biết đâu ngày mai ngày kia đúng nào bên em tổ chức rất là nhiều chương trình. Rồi ngày hôm nay chị yêu nào chưa mua được với giá 150.000 ở lại xem live, tham gia live với em này, em mang ra xả giá sốc cho các chị yêu. Ngày hôm nay có đến mấy trăm mã sản phẩm áo phao, ngày hôm nay em mang xả giá gốc cho các chị yêu để mình cùng mua sắm đón đúng rồi, chính xác rồi các chị ơi. Đấy, ngoài thị trường em thấy đang bán những cái mẫu như là em đang live đây, rẻ nhất cũng là 800 cho đến 1.000.000 đồng nha. Ngày hôm nay em sẽ mang ra xả trên livestream để cho các chị yêu mức giá cực kỳ hấp dẫn, các chị yêu cùng đón gió mùa, cùng đón Tết với em với những cái sản phẩm cực kỳ đẹp như này nha. Em bắt đầu vào giới thiệu sản phẩm này. Với sản phẩm đầu tiên mà Vân đang mặc trên người đấy ạ. Đấy, em giới thiệu sản phẩm của Vân đang mặc trên người đầu tiên nha. Đó chính là cái sản phẩm. Rồi, đó chính là cái sản phẩm hàng ok này, với thiết kế mà Vân đang mặc trên người đây là một cái thiết kế phao dáng Hàn Quốc cho em nha. Phao dáng Hàn Quốc dáng dài cho em này. Chất liệu của em là chất liệu phao da lộn nha, trần bông dày 5cm, hàng Quảng Châu loại 1 cho em, tặng kèm cho các chị một cái cổ lông trắng mút như là nàng Bạch Tuyết luôn này. Đó, với rất nhiều chi tiết trên áo này, hai túi giả phía trên này, hai túi thật này. Đó, phần khóa ở tay rất trẻ trung luôn đúng không ạ? Và ngoài ra cái phần rút eo này mình thích thì mình rút, không thích thì mình thả xuông ra cho em nhá. Mã hàng mà Vân đang mặc giá là ngày hôm nay em sale mức giá đặc biệt cho các tình yêu theo dõi livestream, đó là 550.000 các tình yêu nha. Mã hàng của em nó là mã hàng K33 cho em này. K33 kèm theo màu vàng, kèm theo số điện thoại, lên đơn mức giá 550.000 nào. Đó, và mẫu này hôm nay em về thêm rất là nhiều màu cho các tình yêu luôn. Bây giờ em sẽ thử lần lượt từng màu một luôn nha. Màu đầu tiên đó chính là màu vàng các chị yêu nha. Đấy là một màu vàng rất là hot trend, hot hit của năm nay đúng không ạ? Mã này rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo của chị luôn, với chất liệu là cực kỳ đẹp cho em, chất liệu phao da lộn. Chiêu nào gần shop em mình có thể ghé trực tiếp shop em để mua hàng nha. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em nhé. Ngày hôm nay mã K33 em về rất là nhiều màu, và bây giờ em sẽ lên lần lượt từng màu cho các chị yêu thử, cho chị yêu mình cùng ngắm luôn ạ. Đó, tông màu đầu tiên là tông màu vàng này. Đấy, cổ lông trắng đẹp chưa, to chưa? Chỉ có hàng Quảng Châu loại 1 nó mới có hàng đẹp như này các chị yêu nhé. Chất liệu phao da lộn trần bông dày 5cm cho em, bo tay cực kỳ đẹp luôn này. Đó, bây giờ em tiếp tục lên tông màu tiếp theo là tông màu đỏ. Em rút dây sẵn cho chị. Đó, lên tiếp tục tông màu tiếp theo là tông màu đỏ này. Mã hàng cho em là mã hàng K33 nhá. K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, em lên đơn mức giá 550.000 cho mình này. Chiêu nào gần shop em mình ghé trực tiếp shop em mua đồ nếu mà mình không yên tâm này. Còn chiêu nào mua online ở xa mình vui lòng để lại đúng cú pháp cho em là K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, em lên đơn cho mình mức giá 550.000. Và hàng này hiện tại đang cháy hàng rồi các chị ơi. Tại Quảng Châu bây giờ là họ đã dừng sản xuất phao rồi, và đây là những cái sản phẩm cuối cùng rồi. Chiêu nào mà không nhanh tay mình mua để sắm Tết thì mình cũng không còn hàng để mua nữa nhá. Để em lưu ý cho mình là như thế. Tiếp tục lên tông màu đỏ này. Tông màu đỏ pha với cổ lông đen này, cực kỳ là cá tính, cực kỳ là đẹp luôn cho em đúng không ạ? Em đứng ra xa một tí. Đấy, em đứng ra xa tí cho các chị nhìn này. Đó, bên em qua màu rất là nhanh thôi nhá. Khóa của em là khóa 2 chiều luôn các chị này. Cái này dáng Hàn Quốc rất là đẹp luôn này, các chị thích rút eo thì rút eo, mà các chị thích thả xuông thì thả xuông cho em nhé. Đó, chị nào cao ráo một xíu từ 1m55 trở lên mình hãy mặc mã này cho em. Em có size M và size L, cho từ 45 cân đến 65 cân mình mặc được cho em nhé. Tiếp tục em qua tông màu đỏ luôn này. Ngày hôm nay có rất nhiều màu cho các chị chọn luôn, em xin phép là sẽ qua màu rất là nhanh luôn nhé. Đó, hàng Quảng Châu loại 1 cho em này rất là đẹp.
Bây giờ em tiếp tục lên tông màu rêu này. K33 ngày hôm nay về rất là nhiều màu cho các chị chọn luôn nhá. Màu đầu tiên là màu vàng này, màu tiếp theo là màu đỏ này. Đấy, bây giờ tiếp tục lên tông màu rêu này. Đấy, tiếp tục đang lên một tông màu rêu nha. Đã qua 3 tông màu rồi đấy, các chị đã chọn được cho mình màu nào chưa? Hôm nay bên em về toàn màu đẹp phục vụ các chị thôi. Đây là nhanh tay giúp em nhé. Thời tiết đang dưới 10 độ C rồi. Nếu không dưng một cái áo phao hàng hot hit như này thì rất là buồn đúng không nào? Mà hôm nay sale đấy ạ. Sale chỉ còn 550k thôi. 550.000 thôi, quá là đẹp luôn này các chị này. Hàng Quảng Châu loại 1 của em luôn nhé. Đó, không mua thì chỉ có tiếc thôi ạ. Đó, dễ sang tông màu rêu rất là tây, rất là chảnh luôn đúng không ạ? Mã hàng là K33 cho em này. K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình lên đơn với mức giá 550.000. Hàng bên em đủ size, đủ số, cho từ 45 cân đến 65 cân mình mặc được cho em này. Thông cảm giúp em, hiện tại cái lượng cummer nó đang rất là nhiều. Em không kịp trả lời và không kịp tư vấn cho từng chị một. Vậy thì các chị ơi, các chị thích mã nào thì các chị chốt cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu, kèm số điện thoại. Sau đó em sẽ có đội ngũ nhân viên telesale sẽ còn gọi điện để tư vấn chốt đơn cho mình nữa, nên là mình cứ hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Mã hàng mà Thùy Dương đang mặc là mã hàng K33 này. Bây giờ em xin phép là sẽ qua các mẫu rất là nhanh thôi để các chị nán lại ở livestream với em nhé. Những cái mẫu như Thùy Dương đang mặc hay những mẫu như là Canh đang mặc ngày hôm nay em cũng sẽ đều lên hết để phục vụ các chị này. Khóa hai chiều cực kỳ là trơn, cực kỳ là sáng cho em. Hiện tại đang lên tông màu rêu nhá, tông màu rêu cho em này, rêu đậm các chị nhá. Đấy, tông màu rất là tây, rất là chảnh luôn cho em này. Quá là đẹp luôn này. 550.000 cái này thật sự phải xứng đáng với tiền triệu của chị yêu nhá. Nhanh tay để cho đúng em mã sản phẩm. Mã sản phẩm là K33. K33 hôm nay sale chỉ còn 550.000 thôi. Yêu thích để cho em K33 kèm màu, kèm số điện thoại. Đã qua 4 tông màu rồi. Màu đầu tiên là màu vàng này, màu thứ hai là xanh rêu này, màu đỏ này. Và bây giờ em lên tông màu đen nhá. Bây giờ em lên K33 tông màu đen cho các chị yêu luôn này. K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Ngày hôm nay 4 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn nhá. Bây giờ em sẽ cho các chị xem lại một lượt về 4 màu này trước khi em rút mẫu luôn nhá. Đúng rồi, nhưng là em sẽ cho mọi người xem lượt này. Nhớ cho em là K33 kèm màu, kèm số điện thoại. Đó chính là cú pháp để lên đơn hàng thành công. Nếu hôm nay mà không chốt nhanh thì đúng là đừng chần chừ giúp em nhá. Bởi vì quá là đẹp, quá là rẻ luôn. Em xin giới thiệu lại tông màu cho mọi người này. Đầu tiên đây là một chiếc áo hàng Quảng Châu cao cấp bên em này. Với điểm nhấn là ống tay đúng không nào? Cực kỳ là cá tính luôn. Túi là túi giả ở bên trên này, túi ở bên dưới này. Nếu mọi người không thích rút eo như em đang rút thì mọi người có thể tháo ra, bên trong có phần rút eo cho mọi người đúng không nào? Form thì form dáng Hàn Quốc này. Được cái mũ lông như này là nhìn đã biết là chuẩn quá rồi đúng không nào? Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K33. Hôm nay sale chỉ 550.000 thôi. Với ba tông màu này, một là tông màu đen em đang mặc, một tông màu cực kỳ đẹp luôn. Thứ hai này, K33 màu xanh rêu 550.000. K33 màu đỏ 550.000. K33 màu vàng 550.000 đúng không nào? Nhanh tay giúp em nha. Mã sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. Chính xác rồi. Nhanh tay cho em nào. Em dành ra 10 giây cuối cùng để mình chốt mã K33 trước khi em rút mã này. K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. 550.000 và ngày hôm nay có hai size, size M và size L, từ 45 cân đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Màu đen này, màu vàng này, đấy, màu đỏ này, để em cầm cho chị, và màu xanh rêu này. Hiện tại đang có 4 màu cho các chị em lựa chọn luôn nhé. Nhanh tay hết hàng đi ạ. Rồi ok, em qua mẫu luôn này. Em rút mẫu luôn, em sang mẫu Thủy Dương luôn nhé. Rồi bây giờ để chị yêu nào mà chúng ta có chiều cao nấm lùn một xíu, mình không thích mặc phao dáng dài, thì bây giờ thì Dương xin phép được chuyển sang một dáng phao lỡ này. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 đang hot hit trên thị trường hiện nay. Được thiết kế là cái phần lông này, lông tiêu rất là lớn đúng không? Có mũ cho các chị yêu luôn này. Đấy, một dáng phao này là dáng phao rộng cho em nhé. Chị yêu nào mà mình mập mà xíu mình mặc cho em cái này dấu dáng rất là ok. Hay chị yêu nào mà mình người nhỏ nhỏ xíu xíu mình mặc cho em cái này này. Đấy, trông người rất là đậm đà nào. Thiết kế phần điểm nhấn là ống tay có điều chỉnh được này. Đấy. Đấy, hai phần túi hộp rất là lớn có nắp đậy cho các chị yêu này. Đấy, rất là đẹp đúng không? Một sản phẩm phao này mặc phong cách Hàn Quốc rất là cá tính. Ngày hôm nay sale mức giá shop cho các chị yêu giá chỉ còn là 550.000 thôi ạ. 500.000, 50.000, yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K32 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 550.000. Và hàng chất liệu là phao trần bông này. Đấy, phao da lợn trần bông rất là dày dặn. Ngày hôm nay sale chỉ với giá 550.000 và có hai size, size S và size M cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng này 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Chính xác rồi này. Thùy Dương bên em là cao 1m55 các chị yêu nhá. Hiện tại đang mặc trên gối khoảng 10-15 phân này. Còn Thùy Vân bên em là cao 1m63 nhá. Các chị ước lượng giúp em này. Chị yêu nào nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không ạ? Mình hơi thấp một xíu, mình thích mặc những cái dáng phao như này, mình chọn cho em cái dáng này rất là ok luôn này. K32 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em lên đơn cho mình mức giá 550.000 nào. Hàng này em có hai size, size S và size M, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa mã này cho em nhé. K32 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào. K32 màu xanh này, được chưa ạ? Tiếp tục là K32 màu vàng này. Đó rồi.
nhanh tay giúp em nha, nhanh tay giúp em nào. Mắc thực phẩm màu vàng, đây là một cái màu cực kỳ là đẹp luôn. Màu vàng hôm nay em đảm bảo là hot trend của năm nay luôn. Nhanh tay chốt cho em nha, một cái dáng này, đây là dáng béo này, mặc lên cực kỳ là đẹp như này luôn. Như là Hàn Quốc luôn đúng không nào, mà chuẩn là form Hàn Quốc rồi, đây là form Hàn Quốc ở bên em nhá. Chỉ còn 550k thôi. Yêu thích nhanh để cho em là K32. K32 hôm nay cũng có rất nhiều tông màu cho mọi người lựa chọn đúng không nào? Nhanh tay lên nào. Thích K32 màu vàng thì K32 màu vàng nha. Chất liệu bên em là chất liệu phao da lộn trần bông nhá. Các chị nhìn nó trần dày chưa ạ? Trần dày 5cm luôn ạ. Mặc bao ấm bao phê luôn. Mặc thời tiết càng mưa càng rét, đi Sapa, đi du lịch Hàn Quốc, đi những cái nơi tuyết rơi cho em mặc mẫu này càng ok luôn này. Size của em có size S và size M, 40 cân đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Phần mũ lông, cổ lông này mình hoàn toàn có thể tháo rời cái phần cổ lông này cho em nhé. Mã hàng cho em là K32 này. Đấy, cái phần tay này mình có cả cái nút bấm để điều chỉnh này cho em nhé. Điều chỉnh rộng chật cho em này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là cá tính luôn này. Ngày hôm nay có tới 3 màu cho mình lựa chọn luôn ạ. 3 màu luôn nhé. Màu vàng này, màu xanh này. Đấy. Và màu be này. Và màu mà Thí Dương đang mặc là màu này, còn là màu be này. Đó. Xong rồi màu be này mặc rất là đẹp, rất là tinh tế đúng không nào? Chiều nào mình thích cái tông màu nhẹ nhàng mình mặc cho em cái tông màu này. Hay đi chơi Sapa, đi du lịch mình mặc cho em cái tông màu này, chụp ảnh sống ảo rất là đẹp đúng không nào? Rồi ngày hôm nay K32 có 3 tông màu, để đúng cú pháp là K32 kèm màu kèm số lại lên đơn hàng thành công, mức giá là 550.000. Em bao giá bao chất toàn thị trường các chị ơi. Rồi nhanh tay nào, 10 giây cuối cùng cho chiều nào mình chưa ngắm trọn vẹn với K32 thì nhanh tay nào, mình để đúng cú pháp tại đây nào. K32 kèm màu kèm số lại, hiện tại bây giờ đang bên Quảng Châu đang hiện ngừng sản xuất áo phao rồi, nên chị yêu nào mà mình đã thích mình phải quất ngay cho em, chứ đợi đợt sau nó về cũng không còn hàng đâu ạ. Mà gì à, chuẩn bị rồi lại có 3 đến 4 đợt rét lạnh nữa đấy, rét từ giờ đến qua Tết cơ, nên bây giờ này mình sắm hàng Tết đi là vừa đúng nào. Rồi K33, K32 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. K32 bên em có 3 tông màu, một tông màu be như hiện tại em đang mặc này, một tông màu xanh và một tông màu vàng các chiều nhá. Rồi K32 3 tông màu để đúng cú pháp. K32 kèm màu kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công, mức giá 550.000, hai size S và size M các chị yêu nhá. Đấy, ôi cái cổ lông này to dã man tàn bạo luôn này, hàng đẹp như thế này có 550.000 thôi. Các chị ơi, chị nào gần shop em ghé trực tiếp shop em để mua đồ này. Cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 Đại học Nông Lâm, Bắc Giang. Còn các chị yêu ở xa mình nhanh tay đặt đơn hàng qua đây cho em này. Theo mã hàng là K32 kèm màu kèm size kèm số điện thoại để bên em ưu tiên lên đơn hàng cho mình nhé. Hiện tại cái lượng inbox của bên em quá tải, cái số lượng khách mua hàng trực tiếp cũng rất là đông, nên có thể phục vụ hơi chậm trễ và sai sót thì rất là mong các chị thông cảm này. Các chị vui lòng là thực hiện theo đúng cú pháp cho em này, đặt hàng tại livestream theo cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại và để ý điện thoại cho em để nhân viên bên em có thể chốt đơn cho mình một cách nhanh nhất nhá. Rồi em xin phép là sẽ giúp mẫu K32 này, còn chị em nào ưng nhanh tay cho em K32 kèm màu kèm số điện thoại nha. Bây giờ em tiếp tục qua mẫu tiếp theo này. Ngày hôm nay em lên rất nhiều mã phao cho các tình yêu và sẽ lên rất nhanh, nên các tình yêu ơi thông cảm giúp em sẽ không kịp trả lời và đọc comment của từng chị một được, mà thay vào đó là em sẽ qua mẫu và em sẽ giới thiệu rất chi tiết về sản phẩm. Mình ưng thích mã nào mình nhanh tay lên cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Sau đó hệ thống bên em sẽ tự động quét đơn và sẽ có telesale gọi điện để chốt đơn cho mình nhá. Đấy, thông cảm giúp em nếu hôm nay mình mà không được trả lời hết comment các chị yêu nha. Rồi tiếp tục em sang một mã tiếp theo này. Lóa quá nhỉ. Rồi tiếp tục em đang xem một mã tiếp theo ra. Một mã tiếp theo này, đây cũng là một cái form dáng Hàn Quốc đúng không nào? Với thiết kế là cổ lông tiêu nhá. Hai túi to bản được ở đằng trước này. Đấy. Form là form dáng rộng giúp em này, form dáng Hàn Quốc này rất là đẹp luôn đúng không nào? Hôm nay chiếc áo em đang mặc đây cũng chỉ sale 550k thôi. Nếu một áo ngoài thị trường chắc là phải đến 1 triệu chiếc áo này. Nhưng hôm nay trong livestream ngày hôm nay sale cho mọi người, sale cho những người là đang xem livestream ngày hôm nay với giá 550k này. Yêu thích để cho em mã sản phẩm em đang mặc trên người là K16. K16 hôm nay chỉ có duy nhất một tông màu vàng này thôi này. Đây là một tông màu vàng nhá. Đây không phải là da lộn đâu nhỉ. Nên mọi người chú ý cho em này. Đấy, ống tay là bo chun đi gió vào thoải mái, không bao giờ gió vào luôn đúng không nào? Chỉ có 550k thôi. Yêu thích để ngay cho em là K16 kèm số điện thoại giúp em. Một màu vàng duy nhất nha, với là cổ lông tiêu này. Đấy, kết hợp rất là đẹp luôn. Nhanh tay cho em nào. Yêu thích là phải để luôn cho em nha, bởi vì gần Tết rồi mà rét đợt nhiều như này, nếu mà mọi người cứ đợi đến Tết nhá, đến Tết là mua hàng là một là không có hàng, hai là còn không còn hàng cho mọi người lựa chọn, không còn hàng cho mọi đúng người rồi. Lựa chọn đâu. Bây giờ là thời điểm đẹp nhất để mua hàng sắm Tết rồi các chị ơi, chứ đợi đến sát Tết thì lúc ấy chỉ còn hàng sale nữa các chị nhá, lúc ấy không còn hàng mới, không còn hàng đẹp nữa. Và Quảng Châu bây giờ em đặt hàng là đã không đặt hàng được nữa rồi này các chị này, đó nên là không có ở đâu mà chữ được nhiều phao như bên em đâu, mà không mua của bên em là cũng hết hàng luôn này. Đó, nhanh tay cho em mã này là mã K16 cho em nhá. K16 em có 3 size này, size M, size L và size XL. Từ 45 cân cho đến 70 cân thì mặc được mã này cho em nhé. Mã hàng cho em là K16. K16
K16 kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em này. Đó, K16 thì nó sẽ khác cái kia một chút là cái phần cổ lông của nó là cổ lông màu nâu tiêu cho em, không phải là cổ lông trắng nhá. Đó, form của nó cũng là form dáng dài. Hiện tại thì Dương đang thả suông ra nhá. À, Thúy Vân đang thả suông ra. Các chị thích thì các chị rút eo cho em cũng được. Ở đây nó có cái phần rút eo này. Đấy. Có cái phần rút eo ở bên trong này nhá. Thì mình thích thì mình rút eo cho em thì nó sẽ tạo ra cái tôn dáng cho mình như là cái K33 kia. Đấy. Mình thích mặc tôn dáng mình rút eo cho em. Còn nếu mà mình thích mặc suông mình thả ra thì kiểu phong cách Hàn Quốc ấy, rất là đẹp luôn các chị yêu ạ. Đó. Ngày hôm nay sale mức giá rất là ưu đãi cho các chị thôi. 550.000 à. Mã hàng cho em là mã hàng K16 nha. K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nào. Sale mức giá là bao nhiêu ạ? 550.000 à. Đó, nhanh tay nào em dành ra 5 giây cuối cùng để mình chốt mã K16 trước khi em qua mẫu này. Ngày hôm nay em sẽ qua các mẫu rất là nhanh và qua rất là nhiều mẫu nhá. Nên thông cảm giúp em không kịp trả lời comment cũng như chốt đơn cho mọi người. Thì các chị chỉ cần để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là hệ thống của bên em tự động quét đơn nha. Bây giờ em xin phép rút mẫu này. Bây giờ thì Dương xin phép được chuyển sang một sản phẩm dáng phao tiếp theo là một sản phẩm này. Dáng phao này cũng được gọi là một dáng phao không quá dài, không quá ngắn thì Dương gọi nó là dáng phao lỡ nhá. Sản phẩm mà em đang mặc trên người đây ạ. Được thiết kế này, form dáng là form dáng dài rồi này. Thiết kế điểm nhấn này, phần ở phần ngực chúng ta này. Đấy, được tặng kèm cái tag này rất là đẹp đúng không nào. Phần tay này, phần tay có logo được thêu này. Đấy, phần tay có logo được thêu và có khóa ở phần ống tay. Rất là trẻ trung năng động đúng không ạ. Sản phẩm này mũ thiết kế không tháo rời giúp em nha. Ngày hôm nay với sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người đấy ạ. Khóa là khóa 2 chiều này. Đấy, chiều nào mình đi xe máy này, mình kéo cho em cái khóa dưới này lên, mình đi xe máy thoải mái tẹt ga đúng nào. Rồi với sản phẩm này ngày hôm nay đúng sale rồi. Mức giá. Ngày hôm nay em sale mức giá đặc biệt cho các chị yêu đang theo dõi livestream của em nhé. Ngày hôm nay sale mã này với mức giá là 350.000 cái tình yêu này. 350.000 nha. Mã hàng cho em là mã hàng K58 này các chị này. K58 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình lên đơn mức giá 350.000. Hàng này của em có đủ size, đủ số. Từ size M đến size 3XL 40 cân. Từ size M đến size 3XL 40 cân cho đến bao nhiêu 70 cân mình đều mặc được mã này cho em nhé. Rồi, 40 cân đến 70 cân mình đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K58 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K58 bên em có 4 tông màu giới thiệu cho các chị yêu. Vậy thì lần lượt Thùy Dương và Thùy Vân sẽ lên từng tông màu giới thiệu đến các chị yêu nhé. K58 màu em đang mặc là một tông màu hồng đất này. Đấy, một tông màu hồng đất này thì rất là trẻ trung năng động rồi đúng không ạ? Được thiết kế này, bo chùn ở đây không sợ gió lùa đúng nào. Rồi, K58 mã sản phẩm sale 350.000 để đúng cú pháp. K58 kèm màu, kèm số loại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 ạ. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nha. Tiếp theo một màu K58 em đang mặc trên người đó là một tông màu đen này. Đây là một tông màu đen mà không hề kén da, kén dáng hay là không hề kén tuổi cho mọi người nha. Nhanh tay để cho em mã sản phẩm là K58 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em này. Đấy, logo ở ống tay này. Quá đẹp và quá trẻ trung luôn này. Phao trần bông siêu dày, siêu ấm hàng Quảng Châu cao cấp của em bên em nhé. Ngày hôm nay xả kho mức giá chỉ có 350.000 thôi ạ. Mã hàng là K58 nha. K58 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình lên đơn thành công mức giá 350.000. Đủ size, đủ số, từ size M đến size 3XL 40 cân đến 70 cân mình đều mặc vừa cho em này. Điểm nhấn này, đó khóa à tay logo theo ong rất là trẻ trung cho em nhé. Phần khóa cho em này, đấy, đấy túi nắp ở đây này. Đấy, túi nắp ở đây là túi giả nha, còn đây túi này là túi thật cho em này. Khóa là khóa 2 chiều cho em này, logo ở ngực nữa này. Quá là đẹp luôn các chị ạ. Đấy, ngày hôm nay mà không dinh cái này thì phí luôn. 4 tông màu, 4 sự lựa chọn luôn này. Vừa qua màu hồng đất này, bây giờ qua màu đen này, tiếp tục sang màu hồng phấn này. Đấy, 4 màu luôn ạ. Tiếp tục thì Dương đang lên một tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng này. Đấy, rất phù hợp chị yêu nào mà mình thích nhẹ nhàng này. Đấy, mình thích nhẹ nhàng. Mình mặc cho em cái tông màu hồng phấn này nhá. Đấy. Rồi hay đơn giản là chị yêu nào mình thích màu hồng thì mình mặc cho em màu hồng thôi đúng nào. Rồi với sản phẩm màu hồng này cũng sale chỉ với giá 350.000 và hàng em là hàng có đủ size. Nên các chị yêu mình cứ yên tâm mình để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K58. K58 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Đấy, một tông màu hồng phấn, khóa 2 chiều cho em nhá. Mình có thể kéo khóa 2 chiều mình ngồi xe máy cho em thoải mái được không ạ? Rồi, K58 350.000, 4 tông màu này, tiếp tục qua một tông màu mới đấy ạ. Đúng rồi, tiếp tục sang với một tông màu nâu tây này các chị ơi. Tông màu nâu tây quá là đẹp, quá là sang, lại trẻ trung cho em đúng không ạ? Tay bo cho em này, tay bo chun cho em rất là ấm áp và rất là thời trang luôn nhá. Ngày hôm nay xả kho mức giá chỉ có 350.000 thôi ạ. Đấy, logo theo ong ở tay này, quá là sang và quá là đẹp luôn đúng không ạ? Form dáng vừa vặn vào người, không phải là quá dài, không phải là quá ngắn. Thùy Dương bên em là cao 1m55, hiện đang mặc trên gối khoảng 10cm nhá. Còn Thùy Vân bên em là cao khoảng 1m63 này. Đó, cao thấp các chị mặc mã này cho em đều được và đi đường rất là ấm. Các chị ơi, thời tiết bây giờ càng ngày là càng lạnh rồi. Mà các đợt
tức là các đợt kiểu như là không khí lạnh ấy nó bổ sung liên tục. Em đã xem dự báo thời tiết rồi, trong tháng 1 này bổ sung tới 5 đợt không khí lạnh, tức là nói chung là rét liên tiếp và rét toàn dưới 10 độ thôi. Nên là các chị bắt buộc là phải sắm những cái áo phao như thế này thì mới đủ giữ ấm cho cơ thể nhá. Mà ngày hôm nay em sale giá quá là rẻ rồi ạ, sale có 350.000 một cái mã này thôi. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào: K58 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, 4 tông màu cho các chị em lựa chọn luôn ạ. Nào em giới thiệu lại từng màu một nha. Rồi bây giờ thì Dương xin phép giới thiệu lại với sản phẩm K58 này. K58 là một sản phẩm phao dáng lỡ, chân bông rất là dày dặn, được ống bo tay chun này. Đấy, điểm nhấn là thêu hình chú ong ở phần tay và có phần khóa đây rất trẻ trung năng động đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá 350.000 và hàng có đủ size từ M đến 3XL, từ 40 đến 70 kg đều có size lựa chọn cho em. 4 tông màu cho các chị yêu, để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công. K58 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K58 màu hồng phấn này 350.000, K58 màu nâu này 350.000, K58 màu hồng đất này 350.000 và K58 màu đen 350.000 này. Đó. Một sản phẩm như thế này em bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị yêu luôn, không đâu mua được với giá 350.000 đâu ạ. Nên chị yêu nào mà đã thích em này rồi mình quất ngay cho em, mua về tặng mẹ tặng chị gái mặc cũng rất là ok, bởi một thiết kế này dáng rất là đơn giản đúng nào. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công, mức giá 350.000 là K58 kèm màu kèm số loại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công này. Đấy, 4 tông màu cho các chị yêu cơ, thoải mái lựa chọn cho em được không ạ. Rồi K58 màu hồng này, K58 màu đen này, K58 màu hồng đất và một K58 màu nâu tây các chị yêu nhá. Đấy, 4 tông màu thoải mái lựa chọn. Rồi 5 giây cuối cùng chốt đơn K58, em chuẩn bị rút mẫu này rồi đây ạ. Chiêu nào mà đã thích thì mình phải nhanh tay, nếu không lẻ sai hoặc là hết hàng thì rất là đáng tiếc đối với một cái sản phẩm phao dày dặn như thế này mà có chỉ 350.000 thôi đúng nào. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được qua mẫu đây ạ. Đúng rồi các chị ơi, ngày hôm nay em xin phép là sẽ qua mẫu rất là nhanh nhá, không kịp trả lời tất cả comment của mọi người. Nên là các chị ơi thông cảm giúp em này, mình yêu thích mã nào mình chỉ cần để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? Mã hàng kèm màu kèm size kèm số điện thoại là hệ thống của bên em tự động lên đơn hàng, sau đó sẽ có telesale gọi để tư vấn kỹ càng cho mình. Mặc đẹp mặc vừa thì bên em mới gửi hàng, trong trường hợp hết hàng thì em sẽ tư vấn sang mẫu khác hoặc là bỏ đơn, chứ em cũng không chèn ép sai số của khách hàng đâu ạ. Đó, bây giờ em tiếp tục qua mẫu nha. Rồi em tiếp tục qua mẫu nào. Đây là một cái form dáng ngắn giúp em nhé. Nếu mọi người mà không thích những cái form áo phao dáng dài này thì mặc cho em cái áo phao dáng ngắn này này, cực kỳ là đẹp luôn này. Với thiết kế là những cái điểm ngọc này đấy, chiết ly ở phần eo cho mọi người này, tôn lên vòng eo này, mặc áo phao mà không hề bị phá dáng. Cổ này là cổ có thể tháo rời giúp em nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Hôm nay em sale cho mọi người chiếc áo này biết bao nhiêu không ạ? Ngoài thị trường là tầm đồ 500 một chiếc áo này, nhưng hôm nay em sale cho mọi người chỉ còn là 299.000 thôi. Yêu thích để cho em mã sản phẩm em đang mặc trên người là K34 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nào. Sale chỉ còn 299.000 thôi, đủ size đủ số cho mọi người lựa chọn nhá, từ size M đến size 2XL cho mọi người này. Nên là nhanh tay để giúp em đủ mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Một cái tông màu đỏ em đang mặc trên người là một cái tông màu nhìn thôi đã đủ ấm rồi đúng không nào, rất là dày dặn luôn này, hàng Quảng Châu cao cấp của bên em nhá. Rất là dày luôn đấy. Ok, ngày hôm nay K44 tông màu giới thiệu đến các chị yêu cơ được chưa nào? Rồi để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000 các chị yêu nhá. Rồi tiếp tục thì dùng qua K34 màu đen này. Một tông màu đen thì không hề kém da kém dáng và kém độ tuổi đúng không ạ? Sản phẩm mà em đang mặc trên người, một dáng phao trần bông cao cấp đến từ Quảng Châu, hàng loại 1, được thiết kế là chiết eo hai bên sườn này, ôm dáng chúng ta rất là đẹp mà rất phù hợp với chiều nào mà mình làm công sở, mình làm trong văn phòng này đấy, mình làm giáo viên giảng viên, mặc cho em những cái kiểu ôm người như này vừa sang vừa đẹp đúng nào. Rồi ngày hôm nay sale 299.000, đầy đủ size từ M cho đến 3XL, từ 38 đến 70 kg mình mặc ok rồi cho em này, để đúng cú pháp nào. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment đấy. Chị nào mà thích những cái phao ngắn mặc như này rất là gọn gàng trẻ trung mà nó rất là tôn dáng của mình luôn đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 299.000 một em phao ngắn này thôi ạ. Hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp, đủ size đủ số cho các tình yêu luôn ạ. Từ size M đến size 2XL. Cái này trong khoảng cân nặng từ 38 cân cho đến khoảng 62 cân nhé. 38 cân cho đến khoảng 60 cân mình mặc được mã này cho em này. Đấy, hiện tại cái size lớn nhất thì em đã hết hàng mất rồi. Mình không đặt nhanh cái này là em cũng hết hàng luôn đấy, bởi vì nó em đã sale rất là rẻ rồi và chất lượng hàng rất là ok này. Các chị nhìn cho em này, hàng Quảng Châu này. Phao nó căng đét luôn và cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ chuẩn luôn nhé. Tác mắc chuẩn, form dáng chuẩn, đường kim mũi chỉ cho đến những cái đường trần bông không hề là bị xô lệch nhé. Ngày hôm nay em sale chỉ có 299.000 thôi ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K34 nhá. K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, 4 tông màu và rất nhiều size cho mình lựa chọn luôn ạ. Tiếp tục lên tông màu tiếp theo này.
Rồi tông màu tiếp theo là một tông màu sáng em đang mặc nhá. Một tông màu cực kỳ là sang chảnh luôn đúng không nào? Chỉ có 299.000 thôi. Nhanh tay để cho em cú pháp là K34 kèm màu kèm duyên thoại. Cái màu xám này là rất là đẹp luôn đấy, nhanh tay giúp em nào. Đúng rồi, tiếp tục là Thùy Dương đang lên một tông màu hồng phấn này. Tông màu hồng phấn này thì rất nhẹ nhàng và tinh tế, rất phù hợp chị yêu nào mà mình không thích màu quá nổi bật hay không thích màu quá trầm, mình lấy cho em một tông màu hồng phấn, một gam màu rất là bình thường đúng nào. Rồi để đúng cú pháp cho em nào, K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Rồi bây giờ Thùy Dương xin phép giới thiệu lại một lần nữa sản phẩm K34 và từng tông màu của K34 để mình cùng ngắm lại một lần nữa này. Sản phẩm K34 là một sản phẩm hàng Quảng Châu cao cấp là phao Đại Hàn, được trần bông rất là dày dặn, thiết kế điểm nhấn là hai chiếc eo hai bên sườn cho chúng ta này. Đấy, rất là tôn dáng chúng ta mặc phao nhưng vẫn là ôm dáng cơ thể đúng nào. Rồi ngày hôm nay sẽ mức giá 299.000 để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Hàng có từ size M cho đến size 2XL, từ 38 đến khoảng 60kg mình có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công các chị yêu nhá. K34 màu hồng 299.000 kèm số điện thoại. K34 màu xám này 299.000 kèm số điện thoại. K34 màu đỏ này đó 299.000 kèm số điện thoại. Và K34 màu đen 299.000 kèm số điện thoại nha. Rồi, ngày hôm nay chị yêu nào mà mình thích sản phẩm nào mình cứ để đúng cú pháp nào. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại bên em chắc chắn sẽ tự động lên đơn hàng cho các chị yêu. Nếu mà không thấy em gọi tiền à, không thấy em gọi tên chốt đơn cho các chị yêu, mình thương hết sức thông cảm cho em nhé. Đấy, bởi vì rất nhiều các chị yêu đang comment rất là nhiều đây, các em có đọc cũng không kịp đúng nào. Vậy thì mình cũng đừng lo lắng này, mình comment này chắc chắn sẽ được lên đơn hàng thành công rồi đúng nào. Rồi 5 giây cuối cùng lên đơn hàng K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 299.000 các chị ơi nhá. Ngày hôm nay mà không lên đơn cái áo phao nào trong livestream ngày hôm nay thì quá là đáng tiếc luôn các chị ạ. Ngày hôm nay em sale rất là rẻ rồi và ngoài ra toàn là hàng Quảng Châu đẹp. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh này, lạnh liên tục, lạnh liên tiếp thôi. Mà mình không sắm hàng để mặc đi chơi, mình không sắm hàng để mặc để giữ ấm cho cơ thể thì làm sao mà chịu được đúng nào. Bây giờ em tiếp tục sẽ qua mẫu nha, ngày hôm nay qua mẫu rất là nhanh luôn này. Các chị yêu thích mã nào lên cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại để mình được lên đơn hàng thành công nhé. Bây giờ sang một cái dáng phao trẻ trung này. Đó, sang bây giờ sang với một cái dáng phao rất là trẻ trung cá tính cho em này. Phao này thì với cái điểm nhấn nó là cái phần khóa của em là khóa pha hai màu cho em này. Đấy, khóa pha hai màu này. Đấy. Và hai bên này có phần xẻ tà nữa. Đó, hai bên áo này có phần xẻ tà cũng pha khóa màu này. Phía sau này. Đấy, phía sau phối họa tiết da kèm chữ cho em này. Rất là trẻ trung và cá tính nhá, kèm cho các chị một cái mũ lông tiêu này, mình hoàn toàn có thể tháo lông rời cho em nhá. Mã này rất là trẻ trung và cá tính cho em này. Và ngày hôm nay em cũng sale một cái mức giá rất là đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em nhá. Sale mức giá chỉ có 350.000 mã này cho em này. Chất liệu phao trần bông siêu dày siêu ấm đến từ Quảng Châu này, ống bo tay chun cho em này. Mã hàng cho em là mã hàng K65 các chị yêu nhá. K65 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. K65 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. K65 em có hai size nhé, là size XL và size 2XL cho khoảng cân nặng từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Mã này chỉ có hai size thôi và nó đánh size nhỏ nhất là size XL, là size như hai người mẫu đang mặc đấy ạ. Như hai người mẫu đang mặc là size XL cho khoảng cân nặng từ 40 đến 52 cân nhé. Đó, còn size 2XL là dành cho từ 52 đến 60 cân. Đó thì mã này giúp em là mã K65 này. K65 màu xanh rêu kèm theo số điện thoại cho em này, 350.000 này. Tiếp tục rồi này. Tiếp tục là K65 màu xám này. Đấy, một tông màu xám rất là sang đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale chỉ mức giá 350.000 thôi. Và hàng là hàng có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Để đúng cú pháp mình lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 là K65 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K65 ngày hôm nay em có 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu này. Đấy, điểm nhấn rất nổi bật, trẻ trung năng động đúng không nào. Một cái sản phẩm này thì rất phù hợp với chị yêu nào mà mình cá tính một xíu, mình mặc cho em tông màu cái sản phẩm này rất là đẹp này. Đó. Cái này mà trẻ trung cá tính một xíu mình mặc cho em rất là đẹp luôn này. Khóa pha hai màu này. Đó, xẻ hai bên luôn nhá. Đấy, phía sau nào. Phía nào phía sau thì có điểm nhấn là cái phần họa tiết này. Nào mình đi xe máy này. Mũ lông này. Đấy. Đẹp quá. Khóa này là khóa hai chiều cho em luôn nhá. Chất liệu phao trần bông siêu dày siêu ấm cho em. Vừa đẹp vừa cá tính lại vừa thời trang như này mà lại chỉ có 350.000 thôi, thực sự là không thể tin được luôn đúng không ạ? Tiếp tục em lên tông màu đen này, một tông màu đen rất là cá tính và trẻ trung luôn đúng không ạ? Đó, xả mức giá 350.000 nha. Mã hàng cho em là mã hàng K65 này. Rồi, K65 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 và hàng có hai size XL và size 2XL. Size XL cho người từ khoảng 45 cho đến 55kg mình mặc ok cho em. Và size 2XL là cho người từ khoảng 55 đến 65kg mình mặc ok cho em nhé.
Đấy, nhanh tay mình để đúng cú pháp cho em này là K65 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 này, 3 tông màu cho 3 màu luôn nha. K65 màu đen này, K65 màu xám này 350.000 và K65 màu rêu 350.000 cho em. Số lượng hàng trong kho bây giờ em còn rất là hạn chế thôi ạ. Hiện tại là qua mấy hôm rét thì hàng đã vơi đi rất là nhiều rồi. Chưa kể là thời tiết vẫn còn đang rét liên tục và chưa kể là hàng ở Quảng Châu là em không còn bổ sung thêm được nữa. Nên là mình thích mẫu nào thì mình phải nhanh tay chốt cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng K65 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Hệ thống của bên em tự động quét đơn, sau đó thì sẽ có telesale gọi điện để tư vấn cho mình đơn hàng nhé. Đấy, cơ sở. Rồi nào các chị ơi, chị ông nào mà mình có gần cơ sở nào mình qua mình mua ngay cho em cũng được đấy. Cơ sở 1 bên em là số 6 ngõ 41 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở thứ 2 bên em đang ở cổng đối diện cổng trường Nông Lâm Bắc Giang chị ơi nhá. Chị ơi nào mình gần cơ sở nào mình qua mình mua đồ cho ưng ý này, hoặc mình qua mình dinh ngay về này. Và chị ông nào ở xa bên em cũng có hỗ trợ ship hàng nha. Rồi ok nào, 5 giây cuối cùng cho các chị ông nào mình thích để đúng đơn hàng cho em nào. K65 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 này. Rồi bây giờ em xin phép được qua mẫu đây ạ. Nên có chiếu nào yêu thích mình phải nhanh tay lại chân để đúng cú pháp cho em nhé. Đúng rồi, ngày hôm nay thích mã nào nhớ chốt cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại, hệ thống của bên em tự động quét đơn. Sau đó thì sẽ có telesale gọi điện nhé. Hiện tại đang cái số lượng comment đang rất là nhiều này và em sẽ tập trung qua mẫu và giới thiệu mẫu. Nên là không kịp trả lời comment của từng chị một được thì mong các chị yêu hết sức thông cảm cho em này. Mình thích mã nào mình cứ để lại đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm size kèm số điện thoại, bên em sẽ có telesale gọi điện tư vấn cho mình. Mặc đẹp mặc vừa mình ưng ý em mới gửi hàng đúng nào. Đấy, còn không vừa không ưng ý thì em không gửi hàng đâu ạ. Đúng nào. Rồi tiếp tục bây giờ em xin phép là sẽ qua sản phẩm tiếp theo nhé. Rất là nhiều sản phẩm ngày hôm nay em xin phép là sẽ lên lần lượt này. Ở đây rất là nhiều yêu cầu các chị. Chị này thì muốn mặc cái này, chị kia thì muốn mặc cái kia, thì em không thể nào mà phân thân ra mặc hết tất cả cùng một lúc được đúng nào. Cũng không giới thiệu tất cả cùng một lúc được. Vậy thì các chị ơi chỉ cần nán lại trong livestream của bên em sẽ qua mẫu rất là nhanh thôi. Lần lượt từng mẫu một cho mình ngắm nhé. Đấy, không mất nhiều thời gian của mình đâu ạ. Mình chỉ cần ở nhà mình xem livestream là mình shopping được ưng ý rồi này. Rồi tiếp tục em sang với sản phẩm áo dạ như là Vân đang mặc trên người đây nhá. Là một cái thiết kế dạ rất là xinh luôn đúng không ạ? Dáng của nó là dáng xòe baby doll này. Với phần thiết kế là hai cái phần cổ vest bản to này, nhìn rất là trẻ trung luôn cho em đúng không ạ? Đấy, hai cái túi này. Đó và điểm nhấn phía sau nó lại có một cái đai như này nữa nhá. Đấy, mã này rất là trẻ trung và rất là xinh điệu cho em này. Mình mặc đi chơi Tết rất là ok luôn đúng không ạ? Và ngày hôm nay em sale cái mã này giá đặc biệt cho các tình yêu luôn. Sale chỉ còn 249.000 nha. 249.000 một cái em áo dạ này cho em này. Đấy, chất liệu là dạ ép cao cấp này, dạ ép cao cấp hai lớp siêu dày luôn. Các chị nhìn cái cổ áo là các chị biết là hàng đẹp rồi đúng không ạ? Hàng này xứng đáng tiền 700 đến tiền triệu các chị luôn nhá. Nhưng hôm nay em xả rất rẻ luôn, xả chỉ có 249.000 thôi. Nhưng mà nhược điểm của em nó là bây giờ chỉ còn size lớn nữa các chị ạ. Mã này em chỉ còn size lớn là size L, size XL và size 2XL. Cho từ 55 cân đến 70 cân mình mặc vừa cho em. Mã này chốt cho em là K09 nha. K09 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công cho mình mức giá là 249.000. Em có hai màu cho các tình yêu lựa chọn luôn ạ. Một là tông màu nâu bò này. Đấy, một cái tông màu nâu bò nhìn quá là sang, quá là chảnh và quá là tôn da luôn đúng không ạ? Một là tông màu nâu bò nhá. K09 màu nâu bò này 249.000 và K09 màu kem cho em này 249.000. Đấy, dạ Hàn Quốc cao cấp, các chị không thích đóng cúc các chị thả xuông cho em đều được là đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ? Nhưng mà nó rất tiếc là nó chỉ còn size lớn thôi. Cái K09 này em rất tiếc em chỉ còn size lớn thôi nhá. Size lớn dành cho các tình yêu từ bao nhiêu ạ? Từ 55 cân đến 70 cân mình mới có thể mặc vừa cho em này. Dạ ép Hàn Quốc cao cấp quá đẹp luôn ở bên lót bên trong này. Cái này đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Bây giờ em chỉ còn 5-6 cái cuối cùng thôi. Và lại chỉ còn toàn size lớn cho từ 55 đến 70 cân thôi nhá. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Nhớ giúp em là phải từ 55 đến 70 cân thì hãng chốt nhá. Chứ còn dưới 55 cân chốt xong mất công em gọi điện lại phải hủy đơn thôi đúng không ạ? Đó, quá đẹp luôn này, chị yêu nào mà hơi mập một xíu mình chọn cho em cái dáng này rất là ok luôn này. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại em tự động lên đơn cho mình. Với mức giá là 249.000 các tình yêu nha. Rồi bây giờ thì Dương Sang giới thiệu cho các chị yêu một sản phẩm phao ngắn tiếp theo. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm phao được thiết kế là form dáng rộng này, là thiết kế kiểu phao béo này. Được thiết kế này, thiết kế là ống bo tay chu này, không sợ gió đúng không ạ? Thiết kế cho các chị yêu này. Đấy, phần này là phần khóa giả cho em này. Có cái tag ở phần tay khóa chúng ta rất là trẻ trung năng động đúng không nào? Một phong cách rất là cá tính này. Đấy, có túi có nắp đậy cho em nha. Ngày hôm nay sản phẩm này em sale giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn là 350.000. Đúng rồi, mã này ngày hôm nay em sale giá đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em nhé. Là 350.000 các tình yêu nhé. Phao này rất là xịn luôn các chị ạ. Nhìn này nó trần bông dày ơi là dày luôn này.
kiểu chất phao nó chất phao nó rất là lì luôn này. Đấy, bo tay cho em vào chất phao này, nó trần rất là dày luôn. Kiểu như là phao dáng bomber ấy, kiểu như là dáng bomber mà cá tính trẻ trung dành cho các bạn trẻ tin tin ấy. Đấy, mình bọc cho em cái dáng này rất ok này. Chờ kèm một cái tag cho em này, cái tag tua rua cho em này. Đấy, đẹp chưa ạ? Mẫu này đẹp nhỉ, mẫu này mà mặc thành áo đôi cũng rất là đẹp luôn cho em nhé. Đấy, bạn nào trẻ trẻ mình mặc thành một cái đôi áo đôi cho em rất là ok luôn này. Mã hàng này cho em là mã hàng K53 nhá. K53 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000 cho em này. K53 em có 2 tông màu cho các chị yêu lựa chọn nha. Rồi, K53 em có 2 tông màu. Như tông màu đầu tiên hiện tại thì Dương đang mặc là một tông màu xanh rêu đậm này. Đó. Và một tông màu tiếp theo như Thùy Vân mặc là một tông màu đen này. Đấy. Có kèm mũ cho các chị yêu nhưng mũ không thể tháo rời cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay chỉ sale mức giá là 350.000 thôi. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K53. K53 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 các chị yêu nhá. Và hàng em là hàng đủ size đủ số, từ 40 cho đến 65kg em đều có size lựa chọn cho các chị yêu. Nên chị yêu nào mà đã thích mình quất luôn cho em được không ạ? Đấy, một sản phẩm phao này mình mặc thành đôi cho em rất là đẹp. Mà cái mùa đông này mà mình mặc một đôi thì do quá trời đẹp, hết sức tuyệt vời đúng nào. Rồi, K53 mã sản phẩm sale 350.000 để đúng cú pháp cho em nào. K53 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 nhá. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nha. Nếu mà mọi người yêu thích là mọi người phải chốt luôn. Bởi nếu bên em mà qua mẫu, một là hết hàng, hai là hết size, hoặc là không còn cái mẫu này cho mọi người lựa chọn đâu. Trong livestream ngày hôm nay em làm sale giảm giá cho mọi người, sale cho những người đang xem livestream nha. Nên nhanh tay để cho em nào. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K53 có 2 tông màu, mọi người lựa chọn này. Đấy. Một là một tông màu đen, hai là tông màu xanh rêu này, chỉ có 350.000 thôi đấy ạ. Cái này xịn cực kỳ luôn này, toàn bộ là cái khóa bạc sáng trưng cho em này. Đấy, rất là nhiều cái chi tiết cho em nhé. Đấy, cái này rất xịn luôn các chị ạ. Đấy, chị nào mà trẻ trung cá tính một tí mình mặc cho em cái dáng này rất ok luôn này. Mã hàng cho em là K53 nhá. K53 kèm màu đen hoặc K53 kèm màu rêu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em, mình được lên đơn với mức giá 350.000. Nhớ chia sẻ giúp em livestream để mình ngày hôm nay mình hưởng mức giá sale của chị yêu nha. Rồi, rất nhiều các chị yêu mình quan tâm đến sản phẩm váy mà hiện tại chị Dương đang mặc bên trong đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu ra sản phẩm váy hiện tại chị Dương đang mặc bên trong. Rất nhiều các chị yêu đang quan tâm để ý này. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm váy Quảng Châu cao cấp này. Sản phẩm được thiết kế hai phần ống tay là phần điểm nhấn trên sản phẩm chiếc váy. Thiết kế ống tay là ống tay bồng này, rất là điệu đà và tiểu thư đúng không ạ? Sản phẩm em đang mặc ngày hôm nay sớm mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 99.000. Và thiết kế là form dáng suông, chị yêu nào mình bầu bí, mình bon chen cho em rất là ok. Hoặc chị yêu nào mà mình giấu dáng này, mình không tự tin về vòng hai của mình mặc cho em sản phẩm này. Ngày hôm nay sale chỉ 99k để đúng cú pháp cho em, mã sản phẩm là V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Chất liệu phần thân là len tăm dày dặn, co giãn rất là cao và độ co giãn rất là bền. Và trên phần ống tay có phần điểm nhấn này, phần van cao cấp, được điểm nhấn này, phần tông sợi tông này, màu chỉ này. Đấy, tông sợi tông vào váy đúng nào. Rồi V62 99k em bao vừa cho các chị yêu dưới 65kg. Rồi V62 màu đỏ mận như em đang mặc này, 99k. V62 màu xám, một màu xám rất là tinh tế này, 99k này. V62 màu nâu bò này, 99k kèm số điện thoại cho em. Và một tông màu tiếp theo là V62 màu xanh coban, mặc rất là bật tông da, 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi bốn tông màu, bốn sự lựa chọn cho các chị yêu để đúng cú pháp cho em. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 99k. Một sản phẩm váy rất là điệu đà và tiểu thư này. Đúng đấy. Rồi V62 ngày hôm nay sale chỉ có 99.000 nữa nha. 99.000 một cái váy đẹp như này, mình diện đi đón Tết thì còn gì bằng đúng không nào. Mà quá rẻ quá đẹp đi thôi. Đó, xả chỉ có 99.000 thôi. V62 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em, lên đơn thành công mức giá chưa đến 100.000 luôn nào. V62 màu đỏ này, V62 màu nâu này, V62 màu xám và V62 màu xanh, kèm theo số điện thoại cho em, em lên đơn cho mình mức giá 99k các tình yêu nhá. Rồi phía sau đây những cái mẫu áo phao màu vàng này, vì em đã qua một lượt ở đầu livestream rồi nên em xin phép các tình yêu một lúc nữa em sẽ quay lại các mẫu áo phao màu vàng cho các tình yêu nhé. Rồi đúng rồi, nên là mọi người cứ nán lại livestream cho em. Các tình yêu hôm nay mua hàng bên em thì nhớ quay ra chia sẻ cho em vài lượt nho nhỏ nha. Bởi vì hôm nay cái giá sale này áp dụng cho những người chia sẻ nha. Nhanh tay giúp em nào tiếp theo nhé. Ngay từ đầu livestream có rất nhiều người hỏi em là áo cái váy len bên trong em đang mặc trên người này. Đây là một cái váy len đến từ hàng Quảng Châu cao cấp, với cái chất len tăm rất là dày dặn này. Đấy, cổ là cổ cao 5 phân, ôm trọn cổ luôn, cực kỳ ấm này. Khoác cho em nha, từ đầu livestream này em đã khoác áo phao, áo da, áo dạ rồi. Rất là nhiều loại áo với kết hợp với cái chân váy này, với cái áo váy form body này. Đấy, cái váy này là có giá 65kg mặc vừa giúp em này. Ôm form thì
cực kỳ chuẩn. Nhanh tay chốt cho em mã sản phẩm đang mặc trên người là V94. Ok nào, V94 cho em nhé. Mã mà Vân đang mặc đây là mã hàng V94 cho em này. V94 kèm theo số điện thoại, em lên đơn cho mình mức giá 149.000. Rồi thời tiết lạnh như này rồi đúng không ạ? Mình mặc cho em cái cổ cao 5 phân này, giữ ấm cho cơ thể cực kỳ tốt này. Chất liệu len tâm này, quá đẹp luôn, dày dặn và đanh lì vô cùng này các chị nhìn này. Đấy. Và co giãn thoải mái cho em luôn nhé. Dưới 65 cân em bao vừa cho các tình yêu luôn. Đó, sale chỉ có 149.000 thôi. Có duy nhất một màu đen rất là dễ mix đồ như này này. Các chị mặc bên trong cũng được. Trời mà mát mẻ các chị mặc riêng một cái này cho em. Trời mà ấm nóng, à trời mà lạnh đúng không ạ, mình khoác cho em thêm ngoài áo phao, áo da, áo dạ, khoác cái gì cũng hợp luôn. Đó, mà sale chỉ có 149.000 thôi. Hàng Quảng Châu loại 1, siêu đẹp cho em luôn ạ. Đó, sale như thế là chị yêu nào nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng V94 nhá. V94 kèm theo số điện thoại, lên đơn mức giá 149.000. Thùy Vân bên em là cao 1m63, hiện tại đang mặc trên gối khoảng mấy phân nhá. Nên mã này các chị yêu nào mà cứ từ 1m50 trở lên mình mặc cho em ok. Nó không phải là dáng quá dài, cũng không phải là dáng quá ngắn, dáng vừa vừa dễ mặc ấy các chị. Rồi bây giờ em tiếp tục qua mẫu áo phao nhá. Rồi tiếp tục thì Dương đang lên một sản phẩm áo phao dáng dài tiếp theo này. Sản phẩm mà em đang mặc trên người đây được thiết kế điểm nhấn này. Đấy, thiết kế điểm nhấn ở phần tay chúng ta này. Phần tay chúng ta được thiết kế phần khóa giả rất là đẹp này. Hai cái phần túi hộp rất là lớn và trên túi phần có chữ các chị nhá. Đấy, trên túi có chữ và có nắp đậy này. Đấy, hai phần khóa giả bên trên đúng nào. Rồi ống bo tay chun không sợ gió lùa. Ngày hôm nay sản phẩm này sale chỉ mức giá là 350.000 này. Đằng sau chúng ta có dòng chữ đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay chỉ 350.000 để đúng cú pháp lên mã sản phẩm là K62. K62 kèm màu kèm số mặt trên cùng một dòng comment. K62 ngày hôm nay có 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu đúng không ạ? Tông màu đầu tiên hiện tại em đang mặc trên người là K62 màu xám này. K62 màu xám rất là tinh tế đúng không ạ? Và hiện tại K62 màu xám bên em chỉ có size L, chỉ có size L cho người từ khoảng cân nặng 53 đến khoảng 57kg mình mặc ok cho em đúng không ạ? Rồi K62 kèm màu kèm số mặt lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 này. Nhanh tay giúp em nào, chốt luôn cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Đó mới là cú pháp để lên đơn hàng thành công nha. Tiếp theo em đang qua một mã sản phẩm của K62 màu xanh rêu này. Đây là một màu xanh rêu cực kỳ là tây luôn đúng không nào. Với ống tay bo chun nhá mọi người, ra đường cho em không hề sợ bị gió lùa này. Đấy, ống tay này có khóa này, cực kỳ là trẻ luôn. Đằng sau thiết kế chữ cho em này. À, túi là túi hộp đằng trước này. Hôm nay sale chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 một cái chiếc áo phao đấy, từ hàng Quảng Châu cao cấp dày dặn như này. Thì chốt nghe cho em là K62 kèm màu kèm số điện thoại là đủ size đủ số cho mọi người nhá. Từ size M đến size XL này. Nên là nhanh tay để cho em K62 kèm màu kèm số điện thoại. Cái này các chị hoàn toàn có thể mặc thành áo đôi luôn cho em nhá. Có đủ size M, L, XL luôn này. Phao trần bông siêu dày siêu ấm này, dáng dài thể thao cho em này, bo tay chun cho em này. Cái này mà có 350.000 thôi mà không mua thì quá là tiếc luôn đúng không ạ? Mã hàng cho em là mã hàng K62 nhá. K62 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nào. K62 ngày hôm nay 3 màu luôn nhá. Rồi tiếp tục là K62 này, một màu đen không kén da, kén dáng, kén tuổi đúng không ạ? Rồi K62 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Màu đen như hiện tại em đang mặc dấu dáng rất là ok đúng không ạ? Rồi màu đen và màu xanh rêu bên em có đủ size, size M, size L và size XL cho người từ 45 cho đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Còn riêng chỉ K62 màu gì ạ? Riêng chỉ K62 màu xám này thì chỉ có size L cho người từ khoảng cân nặng 53 đến khoảng 57kg mình mặc ok cho em thôi. Rồi bây giờ này, một lần nữa cho các chị yêu ngắm chọn lại K62, mình lên đơn hàng để đúng cú pháp cho em này. K62 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment. K62 màu xanh rêu 350.000 này. K62 màu đen 350.000 và K62 màu xám 350.000. Thiết kế rất nhiều điểm nhấn trẻ trung năng động. Sản phẩm này thiết kế rất là đơn giản nên các anh có thể mặc được giúp em đấy. Mình mua về mình mặc áo đôi cho em này. Đấy, mặc đi chơi, cái này đi đẹp du quá. Lịch rất là đẹp đúng không ạ? Đúng rồi, phao đại hàn các chị nhá, giữ ấm cho cơ thể rất là tốt luôn các chị này. Nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng K62 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000 một cái áo phao hàng Quảng Châu. Vừa dày vừa ấm như này mà không lên thì hơi bị tiếc luôn đúng không ạ? Hàng trong kho bên em thì đang vơi đi rất là nhiều rồi. Đấy, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, hàng thì càng ngày càng vơi đi mà mình không nhanh tay lên đơn, hoặc là hết hàng hoặc là hết size luôn, rất là đáng tiếc đúng không ạ? Lúc ấy bảo em là nhập thêm về cho chị đi thì em không thể nhập được nữa, bởi vì bây giờ Quảng Châu đã ngừng sản xuất hàng rồi. Và bây giờ cũng là thời điểm cuối năm rồi ấy, thì em sẽ em sẽ không nhập thêm hàng nữa. Nên là mình phải chốt sớm cho em nhá. Ai chốt sớm thì mới còn hàng. Còn chốt sau chốt muộn thì có thể là hết hàng như thế, rất là tiếc luôn cho em thì mình. Rồi đúng rồi, 5 giây cuối cùng cho K62 này. K62 kèm
kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 nhá. Đấy, size M, size L và size XL cho bây giờ em qua mẫu. Đúng rồi. Các chị yêu nào mà đang hóng mấy cái mẫu áo phao màu vàng ở đằng sau ấy thì mình chờ em một chút nha, em qua thêm 1-2 mẫu nữa em mặc lại cho mình nhá, bởi vì ở đầu livestream em đã mặc hết rồi. Nên là em bây giờ rất là thiệt thòi cho chị yêu nào mà theo dõi từ đầu đến giờ, nếu em mặc lại mất thời gian của các chị đấy đúng không ạ? Thì mình vào sau thì mình nán lại với em một chút để tẹo nữa em thử hết các mẫu màu vàng ở phía sau cho mình này. Rồi các chị yêu nào ở gần shop em thì mình có thể ghé trực tiếp shop em để mua đồ nhé. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 Đại học Nông Lâm, Bắc Giang này. Đấy, ở gần thì qua mua hàng cho nhanh. Còn ở xa thì mình đặt ship cũng được, đặt ship cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm size kèm số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi chốt đơn cho mình. Đấy, như vậy là nó nhanh nhất các chị yêu nhá. Bây giờ em tiếp tục sang một mã tiếp theo này. Đấy, ngày hôm nay lên toàn hàng đẹp, hàng trẻ cho các chị yêu luôn nhé. Đó, sang một mã tiếp theo. Đây là một mã hàng Trung Quốc xuất khẩu cho em này. Một cái mã nhìn nó rất là Tây luôn đúng không ạ? Các chị nhìn những cái hàng này, nó rất là giống những cái hàng hãng như kiểu Zara này. Đấy, hãng Gap các thứ mà ở hàng hãng mà em thấy họ bán mức giá 2 triệu, 3 triệu một cái áo như này nhé. Đó, và ngày hôm nay em cũng đã săn được một cái này với mức giá rất hời cho các tình yêu ngày hôm nay này. Với thiết kế điểm nhấn của em nó chính là cái phần cúc ngà này. Đấy, phần cúc ngà ở đây này. Đấy, tác những cái tác da cho em như này nhá. Và tông màu ở đây là tông màu xanh quân đội này. Kèm cho các chị thêm một cái mũ cổ lông. Chất liệu của em là chất liệu kaki hai lớp, rất là dày, rất là ấm cho em nhá. Và khóa là khóa đồng, rất là trơn và sáng cho em này. Hàng Trung Quốc xuất khẩu, đẹp chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn ạ. Và ngày hôm nay em mang đến cho các chị yêu một cái mức giá rất là hấp dẫn luôn ạ. Ngày hôm nay sale chỉ có 350.000 thôi nha. 350.000 của em này cho em này. Mã hàng của em nó là mã hàng K39 nha. K39 thì em chỉ có hai size duy nhất là size S và size M, cho từ 40 đến 55 cân mặc được cho em thôi này. Đó, K39 kèm màu xanh quân đội, kèm số điện thoại lên đơn 350.000 nha. Rồi, tiếp tục là K39 màu be này. Một tông màu be rất là nhẹ nhàng, tinh tế đúng không ạ? Rồi, để đúng cú pháp xem mã sản phẩm là K39. K39 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 các chiều nhá. Đấy, một sản phẩm hàng Trung Quốc xuất khẩu đẹp như vậy này. Đấy, mình mặc cho em cái này bao ấm bao đẹp luôn này. Em cho các chị xem cái tag mark ở bên trong này và cái trần ở bên trong nó rất là đẹp như này cho em nhá. Đấy, trần caro toàn thân bên trong rất là dày dặn, rất là ấm luôn cho em này. Chuẩn từng đường kim mũi chỉ này, khóa đồng cho em này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 350.000 thôi ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K39 các tình yêu nhá. K39 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nào. Rồi, K39 có hai size, size S và size M dưới khoảng 50kg. Dưới 55. Dưới 55kg mình vào ok cho em nhá. Rồi, để đúng cú pháp này, tiếp tục thì vâng em lan lên một tông màu K39, một tông màu xanh tím than này. Đấy, tông màu cực kỳ đẹp lên tông màu xanh tím than này. Đó, ba màu luôn nhá, và có size S và size M luôn này. Kèm cho các chị một cái mũ cổ lông rất đẹp luôn đúng không ạ? Đâu. Rồi, nhanh tay nào, mình để đúng cú pháp cho em, mình lên đơn hàng thành công với một sản phẩm này. Áo kaki hàng Trung Quốc xuất khẩu, là một sản phẩm kaki này, rất là dày dặn đúng không ạ? Thiết kế này, thiết kế là phần cúc ngà cho em này. Đấy, và những cái tác da này, rất là đẹp, rất trẻ trung năng động đúng không ạ? Rồi, kèm cắt tình yêu là mũ cổ lông luôn này. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá 350.000, có hai size S và size M dưới 55kg đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K39 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment. K39 màu xanh tím than này 350.000. K39 màu xanh quân đội này, đấy, 350.000. Và K39 màu ben hiện tại em đang mặc 350.000 nhá. Mình để đúng cú pháp là auto lên đơn hàng thành công này. Đấy, K39 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 và chỉ 350.000 thôi ạ. Đấy, một sản phẩm này. Đấy, 5 giây cuối cùng cho các chị yêu mình ngắm chọn lại K39 và lên đơn hàng thành công cho em. Để bên em chuẩn bị rút mẫu và qua những sản phẩm tiếp theo. Ngày hôm nay rất nhiều mẫu đẹp mang đến giới thiệu cho các chị yêu nhá. Đấy, để chị yêu nào mà mình xem được livestream của em này, mình nán lại livestream của em ngày hôm nay rất là nhiều mẫu mới đấy ạ. Rồi, bây giờ thì Dương xin phép được qua một sản phẩm tiếp theo ạ. Đó, ngày hôm nay sẽ qua mẫu rất là nhanh luôn nhé các chị yêu ở lại trong livestream với em này. Để em lên từng mẫu một để giới thiệu về sản phẩm cho mình. Ngày hôm nay mình shopping được nhiều mẫu mình ưng ý nhất nha. Nào, bây giờ em tiếp tục qua với một cái mẫu parka này. Tiếp tục sang với một con parka này. Toàn hàng đẹp luôn các chị yêu này. Hàng đẹp mà giá phải nói là giá giật mình luôn đúng không ạ? Những cái parka này ngoài thị trường em thấy họ bán mức giá 900, 1 triệu, 1 triệu 2 nha. Đó, và tại shop em ngày hôm nay nói giá luôn thì các chị ngất luôn đấy. Ngày hôm nay em sale cái này 350.000 các chị yêu nha. 350.000 cho một cái em parka này, hàng xuất cho em này. Đấy, các chị này này. Chất liệu kaki này, rất là đẹp luôn nhá. Kèm cho các chị một cái mũ cổ lông này thì mình hoàn toàn có thể tháo rời cho em nhé.
một cái mũ cổ lông này có thể hoàn toàn tháo rời giúp em này, cực kỳ là đẹp luôn này. Ống tay là ống tay cúc bấm nhá, nếu mà thích là bấm đi được, bấm vào cho em này đấy. Nếu mà không thích rút em như em thì mọi người có thể là tháo eo ra nhá. Hôm nay em sale chiếc mẫu này nói ra là giật mình đúng không nào, chỉ có 350.000 thôi. 350.000 này, có đủ size cho mọi người lựa chọn từ size M đến size 2XL, 2XL giúp em này. Hôm nay sale chỉ còn 350.000, yêu thích để lại cho em K42 kèm số điện thoại giúp em. Cái mẫu này bên em chỉ có duy nhất một cái màu này thôi này. Đấy, màu quân đội này, cực kỳ là đẹp luôn đấy. Đúng rồi, chỉ có duy nhất một màu xanh quân đội nhá. Đó, đấy có cái túi ở đây nữa này. Các chị thích thì các chị rút eo cho em được, không thích các chị thả xuông ra cũng được. Và mã này các chị hoàn toàn có thể mặc thành áo đôi, bởi vì là Thùy Vân đang mặc size M đây, tương đối là rộng luôn đúng không ạ? Thì mình còn có size M, size L, size XL và size 2XL nữa. Đấy thì các anh nào mà dưới 65 cân thì mình mặc được cho em cái mã này cho em nhé. Đó, đấy bên trong này, các chị nhìn này, lót nỉ toàn thân, mặc này nóng luôn các chị ạ. Mặc nóng luôn cho em này, mã hàng là K42 cho em nhé. K42 kèm theo màu, K42 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Đó, em lên đơn mức giá 350.000 một cái áo, đẹp tuyệt vời ông mặt trời như này đúng không ạ? Không lên đơn thì chỉ có tiếc luôn ạ. Đó, K42 cho em nhé. K42 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em này. Lên đơn 350.000 này. Hàng Parka này mặc trông rất là trẻ trung và rất là tây đúng không ạ? Nhìn rất là cá tính cho em luôn ạ. Đó, em xin dành ra 10 giây cuối cùng trước khi em rút mẫu này nha. Rồi, 10 giây cuối cùng cho các chị em nào. K42 kèm số điện thoại cho em. Chỉ có duy nhất một cái màu quân đội này thôi nào. Nhanh tay giúp em, sale chỉ còn 350.000 thôi. Rất là đẹp luôn, nhanh tay giúp em nào. Chỉ có 350.000 thôi, em chuẩn bị qua mẫu luôn đây nào. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được qua một siêu phẩm tiếp theo, là một sản phẩm váy len hàng thiết kế cao cấp đến từ Quảng Châu. Sản phẩm mà em đang mặc trên người này được thiết kế là thiết kế phần cổ chữ V phối kẻ này. Đấy, phối kẻ rất là tinh tế, phối kẻ phần tay và phối kẻ đúng cái phần eo trên eo nhỏ nhất của chúng ta đúng không ạ? Đúng cái phần eo nhỏ nhất lại được phối cái phần viền kẻ này, lập tức trong cái phần eo chúng ta lập tức thon gọn lại đúng không ạ? Ngày hôm nay sản phẩm này em đang sale mức giá 99.000. Chiêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là V16 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. V16 bên em chỉ có duy nhất màu xanh rêu này. Một tông màu xanh rêu rất là sáng da, rất là bật tông da. Chất liệu len mịn cao cấp này. Đấy. Rồi đâu độ co giãn rất là nhiều. Em bao vừa cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng 62kg em bao vừa hết. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là V16. V16 kèm màu xanh rêu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá là chỉ 99k các chị nhá. Đấy, một sản phẩm hàng thiết kế hãng hàng Buri như này mà mình mua được với giá 99k thì không ở đâu có mà chỉ bên em thôi. Bởi vì hiện tại số lượng trong kho còn rất là ít, chỉ còn một vài chiếc nho nhỏ xinh xinh thôi. Nên là bên em mang ra sale giá lỗ cho các chị yêu để kết thúc mẫu cho nhanh này. Đấy, chị yêu nào mà mình yêu thích cái mã sản phẩm này để đúng cú pháp cho em là V16 kèm màu xanh rêu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 99k các chị yêu nhá. Rồi, 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình yêu thích sản phẩm này, mình để đúng cú pháp giúp em. Để bên em chuẩn bị qua mẫu rồi đã. Chuẩn bị qua một sản phẩm, cũng lại một sản phẩm rất là đẹp ở bên em nha. Rồi, bây giờ em xin phép được qua mẫu ạ. Rồi, em xin phép được qua mẫu đây ạ. Một cái mẫu cực kỳ là đẹp bên em luôn. Hôm nay mẫu này em cũng mang ra sale cho mọi người luôn này. Đấy, hôm nay mang ra sale cho mọi người. Hôm nay hàng gì cũng mang ra sale cho mọi người đúng không nào? Cái mẫu em đang mặc là một cái mẫu form đây, là kiểu như là áo váy giúp em nhá. Một cái áo váy cực kỳ là đẹp luôn, xẻ ta này, đấy. Nếu mọi người không thích thả ra thì mọi người sơ vi và trước cho em để vào sau này. Rất là cá tính đúng không nào? Với thiết kế là cổ cao 5 phân à, cổ cao 4 phân này giúp em này. Cực kỳ là giữ ấm luôn này. Đây là vải len tăm và một cái vải len rất là đẹp luôn. Hôm nay bên em hôm nay sale chiếc áo này chỉ còn là 120.000 thôi. 120.000 này với 4 tông màu cho mọi người lựa chọn. Tông màu đầu tiên em mặc đó là một tông màu xanh rêu, rất là tây luôn này. Tông màu thứ hai là một tông màu đỏ đâu này. Đấy, một tông màu đỏ đâu cực kỳ đẹp. Tông màu thứ ba là một tông màu xám, một tông màu xám. Tông màu cuối cùng là một tông màu đen này. Đấy, sale chỉ còn 120.000 thôi. Yêu thích để cho em mã sản phẩm là V91 các chị yêu nhé. Mã sản phẩm cho em là V91 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. V91 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 120k nhá. 120k một cái áo váy len quá là đẹp cho em này. Đấy, cá tính trẻ trung chưa ạ? Các chị không thích mặc như này, các chị thả xuông cho em mặc thành dáng váy, dáng dấu quần. Mặc với quần legging, quần sóc, chân váy dạ đều rất là ok cho em nhá. Sale mức giá 120k. Chất liệu len mịn, len tăm siêu dày, siêu đẹp đến từ hàng Quảng Châu này. Quá là đẹp và quá là cá tính cho em nhé. Bây giờ này, một là các chị mặc sơ vin như là Vân đang mặc nhé. Hai là các chị thả xuông cho em như này. Đấy,
xả xuông cho em bầu như này cả bon tính chưa? Đó, bầu bí bon chen thoải mái đến tháng thứ 9 cho em luôn mà cực kỳ ấm cho em nhá. Đó, sale mức giá bao nhiêu nhỉ? Chỉ có 120.000 nữa chị ạ, 120.000 cái này này. Mã hàng là V91 cho em nhá. V91 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. V91 màu xanh rêu này, được chưa? V91 màu xanh rêu này. Đó, V91 màu đỏ đô cho em này. Đó, cái này các chị kết hợp bốt ngắn, bốt dài cho em đều rất đẹp luôn đúng không ạ? V91 màu xám cho em này, được chưa? Và V91 màu đen cho em này. 4 màu cho mình lựa chọn luôn nhá. V91 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá chỉ có 120.000. Nhanh tay lên nào. Nhanh tay giúp em nào. Hiện tại là hàng trong kho chỉ còn đúng duy nhất tầm độ vài chiếc của cái mẫu áo này thôi. Nên là nhanh tay giúp em nha. V91 kèm màu, kèm số điện thoại với 4 tông màu nha. Em nhắc lại này. V91 màu xanh rêu 120.000. V91 màu đen 120.000. V91 màu xám 120.000 và V91 màu đỏ đô 120.000 nha. Ok này, em tiếp tục qua mẫu luôn này các tình yêu ơi. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được qua giới thiệu một sản phẩm là form dáng chữ A, một sản phẩm váy thiết kế cao cấp đến từ Quảng Châu ạ. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là hàng loại 1 cao cấp xuất phát từ Quảng Châu nhá. Điểm nhấn trên sản phẩm váy hiện tại em đang mặc là cái phần xẻ, phần xòe ống tay này. Đấy, rất là điệu đà tiểu thư này, kèm cho các chị yêu một phần nơ ở đây nha. Bên này cũng thấy đúng ạ. Rồi ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá sốc cho các chị yêu. Giá chỉ còn là 99k thôi ạ. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này ạ. Váy tay nơ, váy tay nơ kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 99k thôi. Sản phẩm mà em đang mặc trên người đây ngày hôm nay này. Đấy, em bao vừa cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng 60kg mình mặc ok gem. Và sản phẩm này chất liệu là len kim tuyến này. Đấy, len kim tuyến thì cực kỳ là đẹp, các chị yêu mình nhìn bên ngoài thì rất là sang. Rồi để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là váy tay nơ kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công với mức giá là chỉ 99k các chị yêu nhá. Đấy, bây giờ em chuẩn bị qua mẫu rồi đấy ạ. Em qua mẫu rất là nhanh nhé, em giúp mẫu luôn này. Bây giờ em sang với một cái áo khoác kaki các chị yêu nhá. Khoác kaki hàng Đại Hàn các chị yêu này, hàng Đại Hàn và là hàng form rộng cho em này. Mã này là em chỉ còn duy nhất size lớn, là chỉ còn duy nhất size 2XL. Size 2XL này dành cho các tình yêu từ 58 cân cho đến 70 cân nhé. Từ 58 cân cho đến 70 cân và vui lòng cao trên 1m6 cho em thì mình mặc được mã này cho em này. Đấy, vì nó dáng nó hơi dài và hơi rộng cho em này. Với cái thiết kế của em nó chính là cái phần phao này, có logo ở tay này. Kiểu dáng rất là trẻ trung cho bên em nhé. Đấy, các chị có thể rút eo cho em cũng được. Mà các chị thả xuông cho em cũng được. Và cái này, chị nào béo một tí thì mặc cho em rất là ok luôn này. Vì nó form rất là rộng rãi, thoải mái nhé. Đấy, quá hai chiều cho em và lót nỉ toàn thân luôn này. Đấy. Mã hàng này cho em là mã hàng K02 này. K02 em còn 2 chiếc size 2XL cuối cùng dành cho các tình yêu từ 58 cân đến 70 cân và vui lòng cao trên 1m6 cho em thì mình mới mặc được mã này cho em nhé. Vì chỉ còn size lớn thôi và dáng của nó khá là dài đấy ạ. Đấy, rất là trẻ trung và cá tính luôn các bạn. Đó là hàng Đại Hàn. Rồi. Mặc đi mưa đi tuyết rất là đẹp nha. Mã hàng Đại Hàn bên em đấy ạ. Nên là nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp là K02. K02 hôm nay sale chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 một cái chiếc áo Đại Hàn như này, bên trong là lông này. Đấy, bên trong là lông này. Mặc một chiếc áo này tôi làm cảm thấy quá nóng rồi, em đang rất nóng luôn đúng không nào? Nếu mà không thích rút eo thì thả eo ra cho em hoặc là buông xuôi nha. Đấy, chỉ 350.000 một cái áo này thôi, nhanh tay để cho em. K02 kèm số điện thoại cho em, chỉ còn duy nhất ở màu này thôi ạ. Bên em qua mẫu luôn này. Đúng rồi. Rồi, bây giờ qua tất cả những siêu phẩm khác, bây giờ thì Dương sang giới thiệu cho các chị yêu một sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp hiện tại em đang mặc trên người đấy ạ. Sản phẩm em đang mặc trên người là một sản phẩm này, áo da được thiết kế là thiết kế cổ vét này, rất sang chảnh tinh tế đúng không ạ? Thiết kế rất nhiều điểm nhấn khóa giả khóa thật đính trực tiếp trên cầu vai của áo chúng ta. Ngày hôm nay với sản phẩm này, bên em sale lỗ cho các chị yêu giá chỉ còn 249.000. Em bao giá bao chất toàn quốc luôn, chất liệu da nhân tạo rất là dày dặn. Rồi ngày hôm nay sale chỉ còn giá 249.000. Để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K05. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 249.000 nhá. Và hiện tại hàng em là đang còn đủ size cho các chị yêu dưới 65kg, mình đều có size lựa chọn cho em này. Đấy, mình yêu thích mình để đúng cú pháp cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Thế Dương vừa qua một sản phẩm tông màu vàng rất trẻ trung năng động và nổi bật đúng không ạ? Bây giờ qua tiếp một sản phẩm tiếp theo của K05 này ạ. Rồi, tiếp theo đang qua một sản phẩm đó là K05 màu xám này. Một màu này là hot trend của năm ngoái và năm nay em đảm bảo là hot trend luôn. Nên là chị em nào mà chưa có áo này thì zing ngay cho em về này. Một cái áo cực kỳ đẹp này mà hôm nay sale chỉ còn 249.000 thôi. 249.000 mà được một cái áo da hàng cao cấp Quảng Châu này. Đấy, chất da rất dày dày, rất là dày dặn. Khóa này cực kỳ trơn giúp em này.
đinh tán cầu vai rồi khóa giả khóa thật này, kèm đai này, không thích đai tháo đai ra giúp em nha. Sale hôm nay chỉ còn 249.000 thôi. Yêu thích để cho em mã sản phẩm là K05. K05 kèm màu kèm số điện thoại. Chỉ còn duy nhất 3 tông màu này. Đó là một là tông màu vàng vừa nãy em qua này. Tiếp theo là một tông màu bạc này. Màu bạc này là rất là đẹp đúng không? Còn sang nữa. Và tiếp theo là một tông màu nữa này. Đấy. Rồi tiếp tục là một cái tông màu nhũ vàng mà hiện tại em đang mặc trên người là một tông màu độc và lạ lần đầu tiên xuất hiện trên chị Thường thời trang áo da nhá. Mà cái tông màu này lên thì sang chảnh cả một con người và rất là sáng da đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale cũng với mức giá là 249.000. Để đúng cú pháp gem mã sản phẩm là K05. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công mức giá là 249.000 này. K05 bên em 3 tông màu cho các chị yêu giới ra cho các chị yêu mình cùng lựa chọn. Và K05 này có đến 3 kiểu mặc cho các chị yêu. Mua một sản phẩm mà mặc được 3 kiểu thì khác gì là mua một sản phẩm áo mà được 3 sản phẩm áo đúng không nào? Rồi K05 là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công. Đây chính là kiểu thứ hai mà hiện tại thì Dương đang mặc đấy ạ. Chị yêu nào không thích mình bỏ đai ra giúp em này. Đấy, kiểu thứ 39 cổng cao tường cũng rất cũng có đúng nào. Rồi để đúng cú pháp K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 249.000 các chị ơi nhá. Rồi nhanh tay giúp em nào, chỉ có 249.000 thôi. Theo đúng cú pháp cho em là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Đó là cú pháp mà chúng ta lên đơn hàng thành công nha. Một cái áo da như này thì đừng chần chừ giúp em, phải quất ngay về cho em này. Mặc rất là đẹp luôn này, ba kiểu mặc cho mọi người. Phanh ra giúp em này, hoặc là kéo đây, hoặc là kéo lên cao cổ giúp em này. Đấy, chỉ có 249.000 thôi. Nhanh tay lên nào, nhanh tay giúp em nào. Ba tông màu nha, em xin nhắc lại ba tông màu của K05. K05 màu bạc như em là 249.000. K05 màu vàng này 249.000. Và K05 màu nhũ vàng nha. Một cái tông màu nhũ vàng là chỉ độc quyền ở bên Double Tee Shop bên em mới có thôi. Mọi người mua về em đảm bảo là không đụng hàng với ai luôn đúng không nào. Nhanh tay lên giúp em nào, 249.000 thôi. Mã sản phẩm là K05 kèm màu kèm điện thoại. Hôm nay bên em có rất nhiều áo phao nên là bên em sẽ lên lần lượt từng mẫu áo phao. Các chị em cứ nán lại livestream giúp em nha. K05 kèm màu kèm điện thoại mà cú pháp lên đơn hàng thành công nha. Nhanh tay nào, ở livestream thì em lên phục vụ các chị nhớ là chia sẻ cho em này, bởi vì hôm nay cái giá sale này áp dụng cho những chị nào chia sẻ livestream nha. Nhớ hộ em là nhớ chia sẻ livestream giúp em nha. Rồi okay. Bây giờ thì Dương xin phép được qua một sản phẩm áo phao sáng lỡ tiếp theo. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là sản phẩm hàng Quảng Châu cao cấp loại 1. Được thiết kế là cái phần mũ này. Đấy, phần mũ là phần mũ này được thiết kế phối lông tiêu cho các chị yêu nhé. Lông này có thể tháo rời cho em. Và điểm nhấn đặc biệt trên sản phẩm áo hiện tại em đang mặc là sản phẩm này được thiết kế là chiết eo này. Đấy, chiết eo ôm gọn cơ thể của chúng ta để sản phẩm này mặc rất là sang đúng không ạ? Chiều nào mà mình đi làm văn phòng công sở này, mình mặc cho em cái sản phẩm ôm gọn cơ thể này, vừa gọn vừa sang và lại vừa đẹp. Ngày hôm nay sale chỉ mức giá là 350.000 cho chiều nào mình đang xem livestream của em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K22. K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Sản phẩm K22 bên em có đến 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu. Và K22 này bên em có đủ size dưới 65kg, mình đều có size lựa chọn cho em nhé. Rồi K22 màu đầu tiên em đang mặc là một tông màu hồng phấn. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp K22 màu hồng phấn kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 ạ. Rồi tiếp theo một cái màu em đang mặc đó là một K22 màu đỏ này. Một cái tông màu đỏ này quá là rực lửa, quá là đẹp đúng không nào. Nhanh tay để cho em là K22 màu kèm số điện thoại. Hôm nay có tận 3 tông màu cho mọi người lựa chọn nha. 3 tông màu đấy ạ. Màu sale chỉ còn bao nhiêu nhỉ? 350.000. Sale chỉ còn 350.000 thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K22 kèm màu số điện thoại này. Đấy, một cái tông màu đỏ rất là đẹp đúng không nào. Rồi đúng rồi nha, ngày hôm nay 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu đây. Chị yêu nào mà mình đã thích sản phẩm K22 rồi thì mình phải nhanh tay giúp em nào K22 kèm màu kèm dối mạng trên cùng một dòng comment. Chị yêu nào mà mình qua shop, trước khi qua shop mình nhớ chia sẻ livestream cho em nhá. Mình nhớ chia sẻ livestream cho em để khi qua shop này mình được hưởng với mức giá sale nha. Rồi ok nào, bên em có hai cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở thứ hai bên em đối diện cổng trường Nông Lâm Bắc Giang. Đấy, chị yêu nào mà mình gần cơ sở nào mình có thể mua qua, mua trực tiếp trước khi qua. Nhớ chụp ảnh mà sản phẩm mình yêu thích này. Đấy, hoặc là mình nhớ chia sẻ livestream trước khi qua để mà để hưởng với giá sale nha. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nào yêu thích mẫu nào là phải quất luôn cho em nhé. Tiếp theo đang mặc trên người là một tông màu xám cuối cùng của cái mã K22 này này. Một cái tông màu xám này là mặc lên người thấy sang chảnh cả một con người rồi đúng không nào. Cổ lông thì rất là to bản giúp em này, lông tiêu cực kỳ đẹp. Mà hôm nay sale chỉ còn bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. 350.000 mà cực kỳ là rẻ. Nhanh tay để cho em mã sản phẩm là K22 kèm màu kèm số điện thoại. Em xin nhắc lại một cái tông màu cho mọi người nha. Với cái chất liệu phao cao cấp này, trần lông này, đến từ hàng Quảng Châu cao cấp giúp em này. Hôm nay sale chỉ còn 350.000 này.
Màu đầu tiên em mặc là một tông màu xám 350.000. K22 màu xám 350.000. K22 màu hồng này rất là nhẹ nhàng đúng không nào? K22 màu hồng 350.000. K22 màu đỏ này, một cái tông màu rực lửa cũng chỉ 350.000 thôi. Nhanh tay giúp em nào. Đúng rồi, nhanh tay nào. K22 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình lên đơn mức giá 350.000 cho em nhé. Từ 40 cân cho đến 65 cân hiện tại em còn size cho mình mặc vừa này. Nhanh tay lên đơn không là hết hàng mã này luôn nhé. Rồi phía sau đây còn rất là nhiều mã thì em xin phép là sẽ lên lần lượt từng mã để phục vụ chị yêu luôn này. Rất là nhiều chị yêu hỏi cái màu áo phao vàng đằng sau đúng không ạ? Bây giờ chờ em sẽ lên bắt đầu lên lại phao vàng cho các chị nha. Rồi ok, vậy thì trong khi chờ đợi này, trong khi chờ đợi thì Vân em lên một sản phẩm mẫu hot hit thì các chị ông này mình rảnh tay mình chia sẻ cho em một vài lần nho nhỏ để Thủy Vân lấy động lực thử hết tất cả mẫu cho các chị ông nha. Rồi bây giờ là em chuẩn bị qua mẫu rồi đấy ạ. Nên có chị ông nào mà mình thích K22 thì mình nhanh tay mình đẩy đúng cú pháp được lên đơn hàng là K22 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Rồi bởi vì hôm nay bên em sẽ lên lần lượt các loại mẫu phao phục vụ các chị em. Nên là các chị em cứ nán lại livestream này, rồi ra nhớ chia sẻ giúp em nhé, để mua được cái những áo phao mình thích một cái giá sale đặc biệt luôn, cái giá sale sấp mặt luôn nha. Nên là nhanh tay ra chia sẻ giúp em nào. Tiếp theo em đang lên lại cái áo phao phục vụ các chị này. Đấy, một cái áo phao đang mặc trên người là một cái áo phao form Hàn Quốc đúng không nào? Một cái áo phao form Hàn Quốc này. Đấy, với thiết kế là đấy, đúng rồi. Cái áo phao này là form dáng Hàn Quốc cho em nhé. Với thiết kế là của nó là thiết kế suông này, nhưng mà ở phần eo mình có thể rút dây eo cũng được, mình thả suông cho em cũng được. Đấy, hai cái túi hộp rất là lớn ở hai bên này. Và tông màu của em là một cái tông màu vàng rực rỡ, trẻ trung và nổi bật, một cái tông màu hot trend của năm nay đúng không nào? Phối kèm cho em một cái cổ lông này. Đấy, mũ lông này hoàn toàn có thể tháo rời cho em nhé. Lông màu nâu tiêu cho em rất là đẹp và rất là xinh luôn đúng không ạ? Mẫu này dành cho các chị yêu nào mà mình cao ráo một xíu này. Đấy, mình kiểu theo phong cách Hàn Quốc ấy ạ. Thì mình chọn cho em cái dáng này rất ok nhá. Ngày hôm nay em sale mã này với mức giá đặc biệt này. Sale chỉ còn 550.000 cho các tình yêu nào nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng Vân đang mặc, mã hàng là K16 nha. K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 550.000. Bên em có 3 size nha. Size M, size L và size XL. Từ 45 cân cho đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cái mã K16 này cho em này. Đó, K16 chất liệu là phao trần bông này. Phao trần bông hàng Quảng Châu này rất là dày luôn các chị thấy chưa ạ? Đó, mặc rất là ấm và cực kỳ thời trang cho em. Mặc các chị mặc cái này đi chơi Sapa này, đi trượt tuyết, đi du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản, du lịch châu Âu cho em đều rất là đẹp mã này vì nó rất là ấm luôn nha. Mã hàng là K16 cho em này. K16 duy nhất màu vàng thôi ạ và 3 size, size M, size L và size XL. K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Mình lên đơn mức giá 550.000 cho tình yêu nha. Rồi bây giờ thì giờ xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm phao dáng lỡ này, sản phẩm mà em đang mặc trên người đấy ạ. Một thiết kế này, phao là phao béo, thiết kế phao chuyển bông rất là dày dặn và một thiết kế là phao dáng rộng các chị yêu nhá. Sản phẩm mà em đang mặc trên người ngày hôm nay được thiết kế điểm nhấn là cái phần mũ lông này. Đấy, phần mũ lông rất là lớn và lông trắng muốt, lông rất là mượt đúng không ạ? Rồi và thiết kế điểm nhấn hai phần túi hộp rất là lớn có nắp đậy cho các chị yêu này. Tay được thiết kế bo có khuy này, có khuy điều chỉnh đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale mức giá chỉ 550.000 thôi ạ. Chỉ 550.000 trên sản phẩm mà hiện tại em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K32 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K22 là một sản phẩm chất liệu là phao da lộn trần bông rất là dày dặn đến từ Quảng Châu. Mà cái sản phẩm này em bao ấm này, bao đẹp luôn và bao cả giá toàn thị trường cho các chị yêu nha. Rồi và phao thì có hai size, size S và size M. Yêu thích để đúng cú pháp cho em K32 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K22 bên em có 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu này. Một tông vàng, màu vàng hot hit trên thị trường này. Tiếp tục qua một tông màu tiếp theo đây ạ. Đúng rồi, K32 tiếp tục sang tông màu trắng sữa nha. Đấy, tông màu be tông màu trắng trắng kem trắng sữa này các chị này. Đó, cực kỳ là cá tính và trẻ trung cho em luôn đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 550.000 thôi, hàng Quảng Châu loại 1 cho em này. Các chị ơi nhìn cho em này, cái cổ lông này. Đấy, cái cổ mũ lông của nó trắng muốt và to đùng như này nhé. Bên trong trần bông cho em này. Đấy, các chị nhìn cái trần bông bên trong này. Siêu dày, siêu ấm và siêu đẹp, hàng Quảng Châu loại 1 cho em nhé. Ngày hôm nay sale chỉ có 550.000 thôi, không lên đơn thì chỉ có tiếp thôi ạ. Ngoài thị trường bán rẻ nhất cái này 800 cho đến 1 triệu đến hơn 1 triệu cho em đều có này. Đó, ngày hôm nay em sale chỉ có 550.000 thôi mà không lên đơn thì chỉ có tiếc luôn. Và hàng này là đang cháy hàng rồi các chị ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K32 nhá. K32 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nào. K32 có 2 size, size S và size M này, 3 màu luôn này. Đấy, nhanh tay nào. K32 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công các chị ơi nhá. K32 màu vàng, K32 màu trắng sữa và K32 màu em đang mặc là một màu xanh được chưa ạ? Đấy, một màu xanh này thì rất là độc và lạ đúng không ạ? Đấy, một cái màu này rất là lạ này, mặc lên rất là tôn da các chị ơi nhá.
Rồi để đúng cú pháp cho em là K32 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Có hai size, size S và size M. Size S cho người dưới khoảng 55kg này, và size M cho người dưới khoảng 65kg, mặc ok cho em nha. Rồi để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K32 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công mức giá 550.000 nha các chị ơi. Rồi bây giờ này em chuẩn bị qua một tông màu, qua một sản phẩm hot hit tiếp theo rồi. Nên còn chị yêu nào yêu thích K32 mình để nhanh để đúng cú pháp tại đây. K32 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng dòng comment này. Sắp cháy hàng rồi các chị ạ. Đấy, không lên cái này nhanh là cháy hàng, hết hàng bán rồi các chị. Các chị nhìn cho em cái cổ mũ lông này. Hàng Quảng Châu loại 1 với là hàng này cho em nhé. Mà chỉ có 550.000 thôi. Nghe 550k cảm giác hơi to đúng không ạ? Nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng với cái chất lượng mà mình bỏ ra các chị yêu nhá. Đấy gọi là đáng đồng tiền bát gạo rồi các chị ạ. Các chị nào gần shop em mình có thể ghé trực tiếp shop em này. Cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em này. Bây giờ em rút mẫu K32 nhé, em sang K33 nhá. Rồi tiếp theo lại qua một cái ca tiếp theo cho mọi người này. Đây là một cái K33 đang mặc trên người, là một cái K33 rất là đẹp luôn này. Ống tay là ống tay Fortune cho em này, đi đường không hề sợ gió luôn vào. Form này là form dáng Hàn Quốc này. Đấy, với túi thật, túi giả bên trên này, túi thật là bên dưới giúp mọi người nhá. Em mà em đang thắt eo lại, nếu mà mọi người không thích mặc cái kiểu thắt eo này bo vào cho em ấy thì mọi người có thể tháo ra nhá, bên trong là tháo được đấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn, cái mũ lông này rất là đẹp luôn này. Hôm nay sale chiếc áo này chỉ còn 550.000 thôi. Nhanh tay bởi vì là cái hàng này còn cháy quá rồi đấy ạ. Nếu mà không nhanh đừng chần chừ cho em, cháy quá luôn. Yêu thích để cho em mã sản phẩm là K33 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em này. Đấy, K33 hôm nay có rất nhiều tông màu, em sẽ thử lần lượt cho mọi người xem K33 này nha. Cái lông vũ này của em này, đấy nhìn cái lông mà nó biết là hàng Quảng Châu cao cấp như nào rồi. Đừng chần chừ này, nhanh tay giúp em nha, bởi vì là hàng quá cháy rồi. Đúng rồi. Chỉ còn 550.000 thôi. Nhanh tay lên giúp em này. K33 Hàn Quốc này. Alo, đấy, form là form Hàn Quốc nha. Cái tông màu đầu tiên của em là một tông màu vàng này. Cực kỳ là sang chảnh, cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào? Tiếp theo nhá, tiếp theo em sẽ qua màu cho mọi người này. Đấy, qua màu trực tiếp cho mọi người luôn. Đây cái phao này, nhìn cho em này. Này ngày hôm nay rất là nhiều dày dặn quá luôn đây nhá. Đây thắt eo mọi người này, đấy rút ra cho em là không hề bó nữa đúng không nào? Nhanh tay giúp em nào, hôm nay em qua mẫu cực kỳ nhanh luôn. Cái sản phẩm này là sản phẩm cháy hàng ở bên em. Nếu không đặt nhanh nhá là không còn hàng đâu. Mà hôm nay là mặc sale cho mọi người đấy, mọi người phải nhanh tay giúp em, bởi vì là hôm nay là hàng sale đấy đúng không nào? K33 kèm theo màu, kèm đúng theo rồi. Size, kèm theo số điện thoại cho em nào. Có 4 màu và có 2 size này, size M và size L. Từ 45 cân đến 65 cân mình mặc được cho em nhá. Mã này giúp em các chị cao từ 1m55 đổ lên, càng cao mặc mẫu này càng đẹp cho em. Còn thấp thì đừng mặc mẫu này vì nó sẽ bị nuốt người đấy chị yêu nhá. Đó, khóa của em là khóa 2 chiều rất là đẹp luôn này. Chất liệu là phao da lộn trần bông, siêu dày siêu ấm, mặc thách thức mưa, thách thức tuyết luôn đấy chị yêu nhá. Đó và xả chỉ có 550.000 thôi. Mã hàng là K33 cho em nào. K33 em đang lên tông màu đen này. Đấy, đen cổ lông đen luôn cho em này. Rất là trẻ trung, rất là đẹp đúng không ạ? Phao dáng dài Hàn Quốc nhá, mà có 550 thôi. Ra ngoài các shop họ bán 950, 1 triệu cái này các chị vẫn mua đúng không ạ? Đấy mà bây giờ em sale có 550 mà mình không mua thì hơi bị tiếc luôn. Và đúng cái rồi. Hàng này em cũng không phải là có nhiều vô hạn để bán đâu các chị yêu nhá. Vì hiện tại là bây giờ Quảng Châu họ ngừng làm phao rồi. Họ sang hết cái hàng váy với hàng xuân hè rồi. Nên là đặt những cái hàng này bây giờ cực kỳ là khó luôn này. Đấy là về hàng đợt cuối cùng rồi. Mà mình không lên đơn nhanh là không có gì để mặc Tết đâu các chị ạ. Đợt hàng cuối cùng rồi đấy, nếu mà Tết năm nay là rất là rét luôn các chị nhá. Trong riêng trong tháng 1 này là 4 năm đợt không khí lạnh tăng cường, năm nay là rét muộn nên là Tết. Năm nay vừa Tết sớm mà năm nay lại rét muộn. Nên Tết năm nay sẽ là Tết rét các chị yêu nhá. Mình không sắm đồ từ bây giờ là không có đồ để mặc luôn này. K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em này, tiếp tục lên tông màu đỏ này. Đấy, rực rỡ nổi bật chưa ạ? Cái tông màu đỏ này, cái tông màu đang hot trend luôn này. Cái tông màu đỏ mới là cổ lông đen giúp em là một tông màu cực kỳ đẹp luôn. Với thiết kế là ống tay này. Đấy, ống tay khóa giúp mọi người này. Rất là dân chơi đúng không nào? Túi giả bên trên, túi thật ở bên dưới, cái màu đỏ này đẹp cực kỳ đẹp luôn. Form thì là form dáng Hàn Quốc. Cổ lông đen này kết hợp với màu đỏ, đỏ này không còn gì bằng. Nhanh tay giúp em. K33 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em này. Với 4 tông màu luôn nhé. Một là tông màu vàng này, hai là tông màu đen, ba là tông màu đỏ em đang mặc trên người, và tiếp theo là sang một tông màu khác. Sale hôm nay chỉ có 550.000 thôi. Yêu thích để cho em là K33 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nha. Đấy, rất là đẹp luôn đây này. K33 kèm màu, kèm khóa thì 2 chiều giúp em nha. Khóa 2 chiều. Phao da lộn trần bông nhé, siêu dày siêu ấm cho em này. Ngày hôm nay không lên đơn mã này thì nói chung là phải tiếc hết cả một cái mùa năm nay luôn đúng không ạ? Năm nay mà không mặc một cái phao màu vàng thì là phí phạm rồi đấy ạ. Phí luôn đấy ạ. Năm nay nó cái hot trend này, rất là đẹp luôn cho các chị này. Đó, mà em sale rẻ quá rẻ luôn các chị ạ. Bằng một nửa so với thị trường thôi thì tội gì mà mình không sắm, mình không làm đẹp đúng không nào? Nào, mã hàng là K33 cho em nhé.
K33 em có hai size này, size M và size L nha. Size M và size L cho từ 45 đến 65 cân cho em này. Em qua rất là nhanh, sao em rút mẫu luôn này. Đấy, qua rất là nhanh luôn. Hôm nay mà trần trừ cho em thì tiếc mãi đấy ạ. Bởi vì là hàng vừa ít mà lại còn hàng là giá sale cho mọi người luôn đấy nhá. Bên em có cháy hàng hôm nay cái mã này nên là ai nhanh tay được mà chậm tay thì không còn hàng giúp mọi người đâu. Đây, màu tiếp theo đang lên trên người là một màu xanh rêu này. Đấy, cổ rất là đẹp luôn này. Cổ như này là cổ nhìn lại biết là cổ đẹp như nào rồi đúng không nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K33 kèm màu kèm điện thoại. Bên em có hai size, đó là size từ cho size M và size L các chị yêu nhá. Từ 45 cho đến 65 cân mình mặc được cho em này. Bây giờ sang lên một cái tông màu rêu rất là tây luôn cho em đúng không ạ? Tông màu rêu rất là tây và rất là chảnh cho em này. Đấy, các chị không thích các chị thả xuông cái phần eo này ra cho em mà thành dáng rộng Hàn Quốc. Còn các chị thích thì các chị rút dây eo cho em mà nó tạo cái dáng ôm rất là ok luôn đúng không ạ? Đó, ngày hôm nay 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nhá. Bây giờ em giới thiệu lại lần lượt từng màu của sản phẩm này trước khi em rút mã này cho em này. Mã hàng em đang lên, mã hàng là K33 cho em nhé. Mã hàng K33 chất liệu của bên em là chất liệu phao da lộn này. Phao da lộn trần bông siêu dày, siêu ấm, khóa 2 chiều và rất nhiều điểm nhấn chi tiết trên áo, là một cái chiếc áo Hàn Quốc dáng dài cho em nhé. Ngày hôm nay 4 màu cho các chị em lựa chọn luôn ạ. Màu mà Thúy Vân đang mặc là màu xanh rêu nhá. K33 màu rêu sale 550.000 này. Đó, K33 màu đỏ này sale 550.000 cho em này. K33 màu đen này sale 550.000 cho em. Và màu như canh đang mặc là K33 màu vàng nhá, sale 550.000 cho em. Nhanh tay chốt đơn cho em theo đúng cú pháp K33 kèm màu kèm số điện thoại, mình được lên đơn với mức giá 550.000. Chiều nào gần shop em mình có thể ghé trực tiếp shop em để mua đồ nhá. Cơ sở 1 là số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, và cơ sở 2 là Đào Công Lâm, Bắc Giang nhé. Bây giờ em rút mẫu luôn này. Rồi, đây là nhanh tay yêu thích cho em nhỉ. Rồi, bây giờ thì Dơn xin phép được giới thiệu xong một sản phẩm váy suông, váy thiết kế với chữ A. Mà hiện tại chị, thì Dơn đang mặc trên người. Một sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Được thiết kế phần điểm nhấn là phần xẻ xẻ ống tay này. Chắc là nghỉ luôn. Đấy, xẻ và xòe ống tay rất là chiều nào tinh tế. Và bên dưới phần chân váy được thiết kế là phối phần van xếp đi này. Đấy, rất là tinh tế, điệu đà đúng không nào. Một form dáng thiết kế form dáng suông này. Chiêu nào mà mình muốn giấu dáng này, ấy bầu bí mình bon chen cho em cũng rất là ok. Ngày hôm nay sale chỉ với giá là 99k. Yêu thích để đúng cú pháp game mã sản phẩm là gì ạ? Là V100 kèm màu kèm số tặng trên cùng một dòng comment và chỉ duy nhất màu đen nha. Chất liệu len kim tuyến này em bao vừa cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng 60kg này. Đấy. Rồi V100 kèm màu kèm số tặng trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 99k thôi ạ. Rồi các chị ơi này, nhanh tay để đúng cú pháp cho em là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có rất nhiều mẫu giới thiệu cho các chị yêu. Đấy, nên chị yêu nào mà mình đã thích mã nào rồi mình quất luôn cho em được không ạ? Rồi bây giờ chuẩn bị qua một dáng phao tiếp theo, nên chị yêu nào mà mình yêu thích V100 này, nhanh tay để đúng cú pháp cho em này. Nhanh tay để đúng cú pháp cho em nha. Bởi vì là hôm nay bên em qua rất là nhiều mẫu áo phao cho mọi người, đây là nhanh tay để đúng này. Hôm nay em tiếp tục qua cho mọi người một cái mẫu áo phao cực kỳ đẹp, cực kỳ hot trend bên em này. Đây là một cái áo phao nhăn nhá, một cái áo phao là da nhăn giúp em này. Đấy, nhìn vải cực kỳ là sướng luôn, với thiết kế là điểm nhấn đằng sau cho mọi người cái phần dây này. Đấy, hôm nay bên em sale giá này bao nhiêu mọi người có biết không nhỉ? Bên ngoài thị trường em đang xem cái giá này là 750-800, bên em niêm yết với giá là 550 này. Nhưng hôm nay trong live stream ngày hôm nay em sale cho mọi người chỉ còn là 350.000 thôi. Đúng 350.000 mã này cho em này. Thiết kế của bên em là phía trên là ôm các chị nhé. Và cái thiết kế đặc biệt này, phía trên là ôm và hơi chiết eo một xíu, phía dưới xòe nhẹ nhàng tự nhiên, dáng xòe baby doll rất trẻ trung và cá tính cho em này. Ngày hôm nay sale mức giá đặc biệt chỉ còn 350.000. Cho tình yêu nào nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng này là mã hàng K51 cho em nhé. K51 kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em này. K51 màu đầu tiên đó chính là tông màu xanh ghi đá cho em này. Đó, tông màu xanh ghi đá rất là lạ luôn đúng không ạ? Một cái tông màu mà các chị mặc ra đường không hề lo đụng hàng luôn. Một tông màu rất lạ, rất sang cho các chị em đi làm công sở luôn này. K51 màu xanh ghi đá kèm theo số điện thoại cho em nào. Hàng bên em là hàng có đủ size từ size M đến 2XL. Đó, dưới 65 cân mình mặc được cho em nhé. Rồi, tiếp tục là K51 màu be này. Đấy, hoặc là gọi nhớ là màu trắng sữa thì sẽ là đúng hơn đúng nào. Rồi, K51 màu trắng sữa kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Và hàng bên có đủ size cho người từ 40 đến 670kg. Mình đều có size lựa chọn cho em nha. Rồi, K51 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công. Ngày hôm nay K51 còn đến 5 tông màu giới thiệu cho các chị. Tận 5 tông màu cho các chị yêu luôn. Bên em sẽ lên lần lượt từng tông màu cho các chị này. Đây là nhớ là mua bên em cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào. Tiếp theo nó lên một tông màu này. Đây là một tông màu vàng nhá. Đấy, một tông màu vàng cực kỳ là tôn da nè. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K51 kèm màu kèm số điện thoại. Đã qua ba tông màu rồi. Tông màu đầu tiên em qua là một tông màu xanh ghi đá này, rất là đẹp. Tông màu thứ hai là
một tông màu be sữa này, tiếp theo là một tông màu vàng này. Đấy, rất là đẹp đúng không nào? Chỉ có 350.000 thôi. 350.000 đồng một cái áo phao nhăn này. Đấy, áo phao nhăn cái dáng baby doll này, cực kỳ là đẹp luôn. Mà chỉ có 350.000, nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K31 cho em nhé. K51 này, qua tông màu vàng tiếp tục lên tông màu cam này. Rồi, tiếp tục lên một tông màu cam rất là rực rỡ và nổi bật đúng không ạ? Trong cái mùa đông lạnh giá mình mặc cho em những cái gam màu nóng như này thì cảm giác nó rất là ấm áp này. Rồi, K51 màu cam kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 một sản phẩm, hiện tại thì Dương đang mặc. Và hàng có đủ size cho các chị yêu dưới 65kg mình đều có size lựa chọn cho em nhé. Đấy, một thiết kế dáng quay video này cực kỳ là dễ mặc và rất là dễ thương đúng không ạ? Rồi, để đúng cú pháp cho em là K51 kèm màu kèm phối mặt trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công hết rồi, đúng chưa? Ngủ đẹp chế luôn. Rồi, nhanh tay giúp em nha. K51 kèm màu kèm phối thoại cùng cho mọi người rất nhiều tông màu luôn đúng không nào? Mọi người phải chọn cho mình một tông màu, bởi vì đợt sale nặng dưới 10 độ này đừng chần chừ giúp em. Gần Tết rồi, hàng Quảng Châu không còn sản xuất nữa nên là hôm nay bên em sale này thì hãy mua vài ba chiếc cho chị, cho em, cho mẹ này, nhanh tay giúp em. Chỉ có 350.000 thôi. Một cái màu hồng này là một cái màu hồng đất em đang mặc này. Đấy. Một cái màu rất tôn da luôn đúng không nào? Màu hồng đất này đẹp nhỉ. Màu đất này rất là lạ luôn đúng không ạ? Đấy, trẻ trung và rất là lạ cho em này. Đấy, nhanh tay nhá. Mã hàng cho em là K51 nha. K51 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Mình lên đơn với mức giá 350.000 này. Thích mã nào lên đơn ngay cho em mã đấy, không là hết hàng nhá. Em xin phép giới thiệu lại về sản phẩm nha. Rồi, em xin phép giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm K51 này và từng màu K51. K51 là một sản phẩm phao chuẩn bông cao cấp đến từ Quảng Châu, được thiết kế có phần mũ không thể tháo rời cho các chị yêu vào một form dáng baby doll, điểm nhấn đằng sau lưng này. Đấy, và vạt trước ngắn và sau dài, một form dáng này rất là dễ mặc và dễ thương đúng không ạ? Ngày hôm nay chất liệu phao nhăn cao cấp đến từ Quảng Châu sale cho các chị yêu giá chỉ còn 350.000 trên một sản phẩm. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là K51 kèm màu kèm dưới là trên cùng một dòng comment. Và hàng bên em có đủ size cho dưới 65kg đều có size lựa chọn cho em. K51 màu hồng đất 350.000 này. K51 màu xanh ghi đá này 350.000 này. K51 màu trắng sữa này 350.000. K51 màu vàng này 350.000. Và K51 màu cam 350.000 nhá. Đầy đủ 5 tông màu K51, yêu thích để đúng cú pháp cho em. K51 kèm màu kèm số lại trên cùng dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá 350.000 rồi ạ. Đúng rồi, 350.000 nhá. K51 kèm màu kèm số điện thoại, size cho em từ size M đến size 2XL, 40 cân đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Nhanh tay chốt đơn không là hết hàng luôn này các chị ơi. Đấy, đúng rồi đấy ạ. Nhanh tay này không là bên em hết hàng này. Với cái sản phẩm này, những cái sản phẩm và form dáng rất là dễ mặc như này thì hàng nó cháy rất là nhanh đúng không ạ? Mà hàng thì chắc chắn sẽ không về bổ sung nữa đâu. Nên chị yêu nào mà mình đã lỡ thích rồi chỉ một xíu thôi, mình cũng phải quất luôn. Không đến lúc này đấy, ví dụ chẳng may trường hợp trùng hợp bạn bè mình, anh chị em, người thân mình mua ở bên em, về mặc thấy đẹp quá, quay lại hỏi bên em còn không để mua thì cũng không còn hàng đâu đúng không nào? Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp cho em là K51 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với chị yêu nhá. Rồi, nhanh tay giúp em nào, bởi vì em lại qua mẫu tiếp theo cho mọi người đây. Một cái chiếc mẫu đây là cái phao nhăn này, lại một phao nhăn tiếp theo này, một cái phao nhăn trần ngang này, với điểm nhấn là cái phần mắt ở túi áo này. Đấy, mắt ở túi áo nhá. Vạt này là vạt kiểu như là vạt nuôi tôm nuôi cá giúp em này, rất là đẹp đúng không nào? Chiếc phao này ở ngoài thị trường rất là đắt luôn, bên em niêm yết với chiếc áo này khoảng 550-600 nghìn, nhưng trong livestream ngày hôm nay sale cho những người đang xem livestream chỉ còn 350.000 thôi. Lại 350.000 một cái chiếc áo phao rất lạ rất đẹp như này, có khóa giúp em nhá. Đấy, điểm nhấn mắt này rất là tinh tế đúng không nào, cực kỳ đẹp luôn này. Phao này phao lông vũ trần cho em, bên em trong ngoài đẹp chưa này. Mã là gì nhỉ? Mã hàng này là K61 cho em nhé. K61 em đủ size từ size M đến size 2XL, cho từ 40 cân đến bao nhiêu ạ? 65 cân mình mặc được cho em nhé. Từ size M đến 2XL, 45 cân đến 60 cân đi. Đó, mã hàng là K61 cho em này. K61 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nhé. Đó, K61 em đang lên tông màu rêu cho mình này. Đấy, xinh chưa ạ? Cái mã này nó trần nhỏ rất là xinh luôn đúng không ạ? K61 này, đấy, màu rêu cho em này. Hai cái túi có khóa luôn nhé, điểm nhấn cái logo cho em này. Túi khóa chém chéo này, đấy, kéo vào cho em này. Cái phao này mặc rất là nhẹ nhàng, trẻ trung cho em. Phao này nó không phải là phao trần quá dày nhá, phao lông vũ trần kiểu mỏng mỏng ấy các chị. Đấy, trần mỏng thôi. Và này là khóa 2 chiều cho em nhá. Mã là gì nhỉ? K61 nhỉ. K61 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nào. K61 em đang lên tông màu rêu nha. Bây giờ em tiếp tục lên tông màu tiếp theo này. Rồi, một tông màu tiếp theo của K61 này là một tông màu đen nhá. Đẹp chưa này, em cho các chị xem bên trong này, cái trần bên trong của nó này. Đấy, rất là chuẩn luôn đấy ạ, từng đường kim mũi chỉ luôn. Phao nhăn.
phao nhăn trần lông vũ nhé. Không phải là loại phao dày cộp đâu mà là phao rất mỏng nhưng mà mặc vào cực kỳ là ấm luôn. Hôm nay sale chỉ còn là 350.000 thôi. 350.000 một chiếc áo phao như này thì đừng chần chừ bởi vì đây là phao trần lông vũ này. Đấy, bên ngoài có tiền triệu luôn đúng không nào? Nhanh tay giúp em nè, K61. K61 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nào. Đấy. K61 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Hôm nay sale chỉ còn 350.000 thôi, có hai tông màu rồi. Một là tông màu đen này, một là tông màu đen như em đang mặc này. Đấy, không kén da, không kén dáng, không kén độ tuổi cho mọi người. Tiếp theo là một tông màu rêu này với hai tông màu này. Nhanh tay để cho em K61 kèm màu kèm số điện thoại chỉ 350.000 thôi đúng không nào? Nhanh tay giúp em nào, 350.000 nào. Nhanh tay không là hết hàng. Tình yêu nhá. Hiện tại bây giờ em xin phép là sẽ đang ở cuối livestream rồi, em sẽ qua mẫu hơi nhanh một xíu nhá. Thì mình thích mã nào mình lên cho em theo đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Hoặc là mình ghé trực tiếp shop em mình mua đồ nha. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm váy mà hiện tại bên em đang sale, là một sản phẩm váy thiết kế cao cấp đến từ Quảng Châu, sản phẩm mà em đang mặc trên người đây ạ. Được thiết kế này phối viền gen xếp ly này, rất là đẹp này. Đấy, điểm nhấn đặc biệt trên cái phần váy của chúng ta này, được thiết kế này ống tay hơi xòe một xíu này, gen chấm bi phụ được xếp ly 3 tầng các chị nhá. Đấy, được xếp 3 tầng này thì rất là điệu đà và tiểu thư đúng không ạ? Ngày hôm nay sale trực tiếp cho các chị yêu trong buổi livestream này, giá chỉ còn 149.000 trên sản phẩm này. Để đúng cú pháp thì mình nên đơn hàng thành công mã sản phẩm là V102, V102 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Với form giá này hiện tại bên em chỉ còn size cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng 50kg thì mình có size lựa chọn cho em thôi. Để đúng cú pháp nào, V102 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Màu đầu tiên thì Dương đang lên là một tông màu hồng phấn này, hồng nhẹ nhàng, hồng baby đúng không ạ? Sản phẩm này rất phù hợp với chị yêu nào mà mình điệu đà một xíu, mình bánh bèo một xíu này, mình thích cái gam màu nhẹ nhàng mình lấy cho em cái tông màu hồng phấn nhá. Tiếp tục này, V102 màu đỏ này, rất là rực rỡ và nổi bật đúng không ạ? Mình mặc cho em những cái sản phẩm như này mình đi sự kiện rất là đẹp. Rồi tiếp tục là V102 màu đen. Màu tông màu đen thì rất là quý phái và quyền lực đúng không ạ? Rồi rất là bật tông da. Để đúng cú pháp là V102 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 149.000 và hàng bên này chỉ còn size cho người dưới khoảng 52kg tùy chiều cao các chị ơi nhá. Đấy, là còn dưới 48kg thì chắc chắn vừa rồi, còn từ 49kg đến 52kg còn tùy vào chiều cao của các chị yêu nữa. Rồi để đúng cú pháp nào là V102 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. V102 màu hồng này 149.000, V102 màu đỏ 149.000 và V102 màu đen 149.000 nhá. Đúng rồi, yêu thích mẫu sản phẩm nào thì nhanh tay để cho em mẫu sản phẩm đấy nha. Tiếp theo em đang lại qua lại một cái mẫu, đây là em tiếp theo đang qua một cái mẫu tiếp là một cái mẫu áo váy giúp em nha, một cái áo váy xẻ ta này. Đấy, nếu mọi người không thích buông cho em thì mọi người sơ viên giúp em này. Đấy, rất là đẹp đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. V91 sale chỉ còn 120.000 thôi. Một cái form áo len rất là dày dặn này, cổ là cổ 4-5 phân giúp em này. Hôm nay sale cho mọi người chỉ còn 120.000. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là V91. V91 với 4 tông màu giúp em nhỉ. V91 màu xanh rêu đang mặc là một cái tông màu cực kỳ tây. V91 màu đen này, V91 màu xám và V91 màu đỏ chỉ 120.000 thôi. Nhanh tay giúp em nha. Nếu mà mọi người không thích sơ vi như em này, đấy rất thích chơi này nhá, thì mọi người buông xuống cho em này. Bầu bí bon chem giúp em này, đúng không nào? Xẻ ta cực kỳ đẹp luôn. Yêu thích để cho em V91 kèm màu kèm số điện thoại. V91 màu xanh rêu 120.000. V91 màu đen này 120.000. V91 màu xám 120.000. Và V91 màu đỏ đô 120.000 nha. Nhanh tay giúp em nào, yêu thích mẫu sản phẩm nào hay là yêu thích cái gì để lại đúng comment giúp em này. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Nhanh tay nào, nếu mà ai còn câu hỏi gì hay còn thắc mắc nào trong livestream này, comment nhanh vào đây để em có thể trả lời trực tiếp mọi người này. Không, đây cũng là thời hạn cuối của chương trình livestream rồi. Em xin phép chào mọi người ở bây giờ này và xin gặp mọi người ở trong những livestream tiếp theo nha.